Đây. Không có hàng tay. Ui ầu ầu, cô Nguyên đang bán hàng. Im lặng, im lặng, im lặng. Im lặng, im lặng. Đi vô hàng hả? Cái này rồi. Ủa. Đừng có trò nữa đó. Đi vô hàng. Hả? Từ từ. Từ từ đã con. Cứ từ từ. Xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Rồi chị nào Thái Nguyên rồi chấm lên luôn giùm Nguyên nha. Mỗi chị mà vô xem lại. Ui rất rớ, rớ, rớ. Rớ. Hai bộ xuất hàng mà không chịu đi đơn. Thả đơn. Hả? Ừ. Quen rồi, mấy người nữa là thành nó quen rồi. Rồi lên nha chị em mình ơi. Ưng lên xíu lên luôn, bán tặng luôn. Hàng còn ít lắm. Ưa là xíu lên luôn, đẹp lắm. Rồi lên nha chị em mình ơi, tương tác cho Nguyên nha. Ưa thì lên luôn. Thích gì chiều hết. Ây luôn ý. Lúc chốt đơn đã đón được rồi. 73 đô độc lập nè. Lúc chốt đơn đã đón được rồi. Hồi xưa cũng lấy hình như là hồi xưa cái hình đại diện là cà chua xanh. Đóng đón được rồi. Rồi lên đi chị em mình ơi, tương tác cho Nguyên nha. Ừ cái gì có cái đó, áo thun nè. Thằng thổ nó chạy không trả rồi. Rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Để đợi, mỗi chị em mình vô xem like nhé. Cho xin một nút chia sẻ để đỡ bị ẩn comment nha. Chia sẻ lên để đỡ bị ẩn comment nha chị em mình ơi. Tối nay thích cái gì lên cái đó. Thế. Cực chứ này, tự nhiên này. Rồi lên đi chị em mình ơi. Giang Lê mua cả hàng mớ xong xả đi không biết. Ngứa cái tay. Rồi lên nha. Thôi đi lên nhanh đi, còn lên được nhiều mã lên trễ rồi. Đó là lên trễ rồi, lên nhanh đi. Để lên được nhiều mã. Rồi cho Nguyên con nàng phát. Lên luôn dụng mã ngực xịn cho Nguyên đi. Ngực mỏng ấy, cái này dòng ngực mỏng nhá. Size này là size 30 âm. Size 38. Ba con ngực mỏng size 38 nhá. Lên và chia sẻ với dạ mình không biết cái điện thoại in bill của xã đã hàng. Ba con ngực mỏng size 38. Cái này là ngực mỏng nha. Đó, dành cho. Cái này không cần quảng cáo nhiều. Đi nhiều quá mà. Đi nhiều quá rồi. Siêu rẻ từ từ Quân lên. Siêu rẻ từ từ. Ba con size 38 màu nào cũng được nhé. Con này em đang sale 55.000 con. Em bán tặng luôn chị em mình 39.000 con đi. Lỡ đọc 3 rồi. 39.000 con. Trong mã ngực mỏng cho Nguyên nhé. Đang sale 55. Em không nói điều. Cái này là dòng ngực xịn ấy. Nó mỏng nhưng mà hàng này là hàng mềm nhé. Su xịn đấy. Dòng su xịn. Chị nào nhận hàng con này rồi về là biết. Lên luôn dùng Nguyên con này. Em đi luôn chị em 39.000 con. 39.000 con chốt lên cho khách chia sẻ nha. Nhiều chị như này này hờn đó, kêu là khách mua miết mà không chia sẻ không chốt. Tại vì những cái mã đầu like là thường là những cái mã Nguyên bán lỗ. Thường là những cái mã bán lỗ. Nên là cái chị nào có chia sẻ thì Nguyên chốt thôi. Khách cũ khách mới như nhau. Nhiều chị hờn lắm, kêu là mua miết mà nó bắt phải chia sẻ. Không, tại vì những cái mã đầu like mỏng cho ai sẽ nè. Kiểm tra chia sẻ chốt nè. 39.000 con mỗi chuyện con đi. Mỗi chuyện con nhé. 39.000 con mỗi chuyện con. Nha, đây là chị em mình thông cảm. Những cái gì Nguyên đã xả lỗ rồi thì Nguyên sẽ ưu tiên lên cho khách chia sẻ. Rồi, Nguyễn Trâm. Mua xong mà hai món này không chịu đi đơn.
hai ngày rồi, hai ngày là 4 cái like rồi, không chịu đi đơn. Cho Nguyễn Lợi, cho Nguyễn Lợi, cho dứt khoát liền khoát nè. Nguyễn Lợi gì mà ngực mỏng ấy. Cho Nguyễn Ngọc, con này là size 20 này. Cho Ly Thu, size 20 nhá, cái này đẹp cực luôn. Bộ này hàng công ty nhá, size 20 cho bé này. Cái này em đang sale 90 đúng không? Bộ hàng công ty đang sale 90. Em đi luôn chị em mình bộ này. Đây này, 90 Nguyễn Trâm này. Đi chị em mình bao nhiêu tiền ta? Nguyễn Trâm à? 75.000 đi. Thằng 75.000 nhá. Chốt mã 75 cho Nguyên. Comment mã 75. Thắc mắc thời gian như thế này, mất thời gian lắm vậy mình. Mua hàng đừng có cái kiểu như này. Xác định không xác định mua hàng thì thôi. Chứ đặt mà ai đi gom mình cho mình 20 ký à. Ai đi gom biết, ai có thời gian nữa đi tìm chia mỗi sẻ cho chị An nha. Mỗi lần mà chốt đơn xong đi tìm đơn cũ bỏ vô rất là tốn thời gian. Đơn không ấy hết, rất là tốn thời gian. Cho Nguyên con này. Chị em mình lên đơn kèm cả địa chỉ cái số điện thoại luôn trên like hết dùng Nguyên cái nghe. Cho Nguyên con này phát, quần công sở size này là size 55. Em đi luôn chị em mình con này 60.000 ai nhanh có đi. 60.000 nhá. Lên mã công sở size. Cho Du Nguyễn. Công sở 60. Nha, lên mã công sở 60 luôn dựng là được. Cái gì cái mới cái này hình như cái áo này hình như cũng bị phong long, hình như là cái áo này cũng bị phong long ấy nè. Em không bán nữa, em bán em tặng luôn, em tặng luôn. Cái này hôm bữa bị xíu chỗ này mày đổi đây nè, hình như bị phong long phải. Chốt xong rồi, chốt xong rồi, xe 60. Con này hàng 85.000 của Nguyên đó, không bán nữa, lên mã 0 đồng luôn nha. Comment mã 0 đồng. Chị nào lấy không đồng. Cái này chị em mình chỉ cần về đạp sơ chỗ này là dùng nguyên những dòng áo xốp, lên mã thằng không đồng luôn nhận được nhé. Lên mã không đồng. Lên mã không đồng cho Nguyên là được. Comment mã không đồng luôn Nguyên. Quần này là quần của nam size 30 nè. Quần nam size 30 nhé. Quần nam size 30 nè. Cái này quần nam size 30 nè. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Size 30 nhé. Size này tầm 55 đổ về là đẹp, 55 57 đổ về là ok. Cho Nguyên con này. Quần nam cho Nguyên bán tặng luôn chị em mình con này 49.000 luôn. Đang sale 79.000, sale 49k luôn. Không nha. Nha. Comment mã 49k luôn dùng là được. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này. Cái này một con 79.000. 79.000. Quần nam size 30. Quần nam size 30. Hồi nãy bà sợ đi mấy tiền 49.000 phải. Đó, đang cầm trong tay 49.000. Rồi lên luôn dùng Nguyên con này. Áo đang mang có luôn, xíu nữa Nguyên lên nha. Xíu nữa ưa chị em mình ưa nam lên. Nam size 30 thì chị thua. Rồi lên luôn dùng Nguyên con này. Size này là size S, size 52 đổ về là chị em chút đẹp, 50 52 đổ về. Con này em đang đi chị em 89.000. Em đi nói luôn chị em okay, con này 69.000. Con này lên mã 69.000 quần ring nhá. Chốt mã 69.000 quần ring luôn dùng được. 69.000 quần ring. Rồi, vô sang đúng cái áo 39.000 xong ao ra. Xong ao ra. Cái này 39.000 là gọi là đã là giá hàng sale rồi. Vì hàng này hàng 55 với hàng 59.000 cũng nguyên này. Đây con này 35.000 luôn. Lên mã áo đen 35 size đến đến 60kg. Đen 35 size đến 60 nhé. Chị nào lấy đen 35 chút đen 35 size đến 60 là được nhé. 549 hết rồi. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này. Bộ này đẹp chưa? Con này đẹp chưa? Lên mã áo vá cho Nguyên nhé. Quần riêng nhé size 52 Nguyễn Bình Hiếu. Nè chị em mình ơi, con này đẹp cực luôn. Hàng bé nhé. Size này đến 50kg vô tư. Size này đến 50kg vô tư. Lên mã tặng bé 45.000 luôn. Con này hàng công ty nhé. Nè, cưng lắm. Ring đến 52kg thôi. Cái 57kg không vừa nha. 57kg không vừa đâu, 50, 52 đổ về thôi sẽ ép mà. Con áo này 45.000. Xem live miết hết tiền luôn rồi Nguyên ơi à. Dễ gì hết tiền, cho một lít. Cho một lít. Trời ơi, Giang Lê nào đây, sao lại như thế này hết. Hết, bé đó, bé đó. Bé 45.000. Giang Lê nào đây, Giang Lê ơi. Cách mới hay cách cũ mà như thế này. Bé 45 cho Tâm Trần. Công sở hai biên dùng Nguyên nè. Xe 50 60.000 luôn. Hàng 85 đây chị ạ mình. Công sở hai biên nhá. Chốt mã công sở hai biên. Hai biên công sở 60.000. 60.000 rồi công sở nút xe 50 luôn. Cái này 52 cũng được nè chị ạ mình. Phía sau vì cái sau của nó là bao chung như thế này. Lên mã thun chung nhưng là được nhá, 60 luôn. Xem chị Nguyên like hồi cháy túi rồi. Dễ gì cháy. Rồi những cái này lúc mà mình cần ra, lúc mình cần mình đi mua giá rất là cao. Cái gì bữa nay ngày mấy? Bữa nay ngày mấy mà kêu ông Thư? Ngày mấy rồi sao? Ngày 15 là ngày mới nhận lương mà sao có ta? Mà chưa gì ông Thư túi rồi.
mới nhận lương mà con này. Nhưng mà cái này lương thun mà. Lương thun đấy. Bao nhiêu? Phải lên liền 60.000, con này phải lên liền hàng Quảng Châu này. Cái sao công mới phải. Con này tặng 39.000 à. Con này tặng 39.000 luôn, xe 52. 60.000 còn công sở hai biên. Còn công sở lưng thun phía sau cũng 60.000 luôn. Ok Lê Hạnh 60. Cho cái con này nhá, xe 52 39.000 luôn. 39.000 luôn. Nha chốt luôn, con này hàng 75.000 xong nguyên sale 59.000. Đi 39.000 nhá. Comment mã quần 39 luôn dùng là được. Quần 39, chốt mã quần 39. Cho 39 cho Lương Hạnh. Con này lên mã tặng 29.000 luôn dùng là ok. Tặng 29.000 áo đen kiểu. Từ từ em lên hết á, em lên nhanh thôi. Em lên trễ này là lên nhanh thôi. Size này là dành cho chị em mình 52 đổ về nè. Nguyên đi luôn chị em mình con này. Quần hết rồi nha. Con này đi 29.000. Chốt mã áo lụa, con này vải xịn lắm nè. Áo lụa nhá, 52 đổ về. Hai cái bộ xuất hàng. Áo đen 29.000 đi. Từ, có con ở sau lưng 56. Không chị ơi. Quần 39 hết rồi cô Hương. Quần vàng ánh hồng 29. Quần vàng 39 hết rồi đúng không? Hết rồi. Chốt chưa? Chốt bộ xuất hàng cho bé này chị em mình nè. Bộ xuất hàng này size 33 ký, chị nào mua 2 bộ không chịu đi đơn 95.000 đây nè. Hai bộ nhá. Bộ xuất hàng cho bé gái nè. Lên mã xuất hàng cho Nguyên là được. 95.000. Cái này cũng đi luôn chị em mình 80.000 luôn. Chốt mã xuất hàng 80 và size là size 33 như vậy mà nói. Mua 2 bộ đồ rồi tiếc cái gì nữa mà đi mấy ngày. Thì nhiều chị mua hàng em cũng không hiểu nổi luôn mà nói miết cũng mày. Hai chị em mình nghe đầu like mà cứ nghe nói này cũng mày tai đúng không? Nhưng mà những chị này cứ mua xong để 2 3 ngày cứ để đó, khi nào chị rảnh chị mua tiếp, là những chị đó là em đã xả đơn là em không bán nữa nha. Một là xả kiểu như là một là xả đi, còn không để không để gom thì xả đi, thì là lần sau không chốt đơn nữa. 80.000 luôn, bộ bé trai luôn nha, size 33, bộ xuất hàng vải này đã lắm, size 33 nhé. Chốt lên đang này, đang đi chị em mình 95.000 nè. Xuất hàng trai và xuất hàng gái, không cho dồn thì xả đơn đi, không cho dồn thì xả đơn xuất đi mà hàng 80 cho mà kiểu người. Dồn kiểu chi nữa chị em mình, để 2 kg like thì được rồi. Bộ bé gái chị Thảo Linh lên thông tin trên. Chị Thảo Linh chia sẻ chưa? Rồi. Thảo Linh. Con này dành cho chị em mình 55-57 đổ về. 55-57 đổ về nhá. Tổ ong luôn dùng nguyên hàng này, hàng 79-85.000 của Nguyên. Em đi chị em mình con này 49.000. Quần tổ ong 49. Lên mã tổ ong 49 cho Nguyên có một. Được một bộ thôi chị Thảo Linh ơi, lên thông tin trên like cho em. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em nhé. Cố gắng chia sẻ luôn dùng Nguyên lên mã tổ ong 49.000. Bộ khủng long là bé trai. Rồi một cái bộ hồng này, bộ lụa xịn, cái chắc bộ này chắc sướng lắm luôn này chị em mình. Bộ này chắc sướng lắm lấy luôn. Gái đồng nghĩa em nha, lên không đúng mà. Size này dành cho chị em mình đấy, 60-62 kg, lên mã lụa xịn cho Nguyên là được. Đây luôn chị em mình bộ này luôn. 70.000. Bộ ong 49 cho Thảo Lam. Comment mã này mã 70 cho Nguyên là được nhá. Lên mã bộ lụa 70 size 60-62, bộ này chị em mình yên tâm, nhận hàng về đi. Chắc rất là sướng. Nha, cái này rất là sướng. Comment luôn dùng Nguyên cái này. Hết tổ ong rồi, Nga Linh ơi, cho Nguyên mã này mã bộ lụa. Lụa xịn, không phải đuổi nha, lụa đấy. Bộ lụa đấy. Lụa comment mã lụa, mấy tập tiền, 70.000. Bộ lụa 70 nhá, chốt mã bộ lụa 70 luôn dùng là được. Rồi cho Nguyên con này áo bé. Áo bé, ôi áo ná, áo lớn, size 48. Con này size 48 nhá, đẹp lắm. Size 48, hàng này Nguyên đang sale 95.000. Lụa xịn cho Bích Hà Nguyễn. Con này Nguyên đi luôn chị em mình 80. 85. Chốt mã 85 nha, lên mã áo polo 85 luôn dùng là ok. Polo 85, bộ lụa nguyên hết nhá. Polo 85 luôn dùng là ok. Rồi con này size 57-58 đổ về. 57-58 đổ về. Chốt lên luôn dùng mã quần váy. Con này em đang sale 79 này, em đi chạy 60. 55.000 luôn. 55.000 luôn nha. Comment mã này. Chốt mã quần, cái này là dạng quần giả váy nhá. Size này dành cho dạ mình 57-58 đổ về cho size 2X. Lên luôn chị em mình con này, giá đây luôn chị em mình là 59.000. 59.000 lên luôn dùng Nguyên nhé. Bông mai mua con cái mà cứ để nhặt Hà Lê này lâu lắm rồi ghé lấy à. Ngày 18 tháng 7 ra. Từ ngày 18 tháng 7 mua con áo sale. Hàng này hàng 79.000 của Nguyên. Hàng này hàng 79.000, 85.000. Cái này size nhỏ nhé. Size 55 đổ về cho Nam. Em đi chị em mình con này 49.000. 49.000 nha, cho Nguyên mã 49 luôn dùng là được. 49 nha, chị nào lấy mã 49 comment lên mã 49 cho Nguyên là ok. Trời, xả cái cọc áo này. Đi lấy cái cọc áo này bán tặng cho khách này. Chào Nguyên xin nhé. Lấy cái cọc áo này bán tặng cho khách luôn.
xỉu, quần vi, quần gì cũng có hết. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Quần giả váy hết rồi đúng không? Quần giả váy hết rồi. Nè, con này siêu đẹp nha. Áo nào gì đẹp? Size 57. Áo nào vô đi. Size 57, con này em đang sale mấy tiền? 89.000 nè chị em nè. Con này chắc cực đẹp. Hàng này hàng 200 mấy nghìn nè. Chị bông mai em đã xả đơn của chị rồi nè. Nhân viên đã xả đơn ra rồi nè. Nên là không có chốt, em mua hàng như thế nhà em không chốt được nhé. Đã để gom đơn mà không đơn không ấy là xả như này. Đây, áo của chị đây nè. 79 nghìn. Đúng áo của chị luôn đây nè. 79 nghìn. Đấy, chốt lên luôn dùng nguyên con này 79k luôn dùng là ok. Cho xả mượn bớt con điện, một cái điện thoại đi. Một cái điện thoại đi. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Thấy cũng chín rồi. Áo 79. Áo nam 79 nghìn. Con đó rất là xịn luôn. Cái này cũng 79 nè. Con đó 79 nghìn. Còn lại cái áo đen này bao nhiêu? Áo đen 49 nghìn. Nam 79 cho hoa viên. Rồi cho nguyên con này. Nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Cái này em đang đi bao nhiêu tiền ta? 60-65 nghìn. Size S, size 50 đổ về, 50-52 đổ về nhé. Con này em đi luôn chị em mình luôn 55 nghìn nha. Lên mã Joker 55. Rồi con áo em đang mang đây nè. Có được từng này con thôi. Áo 79 thấy rồi nha. Con này siêu xịn luôn. Chắc đẹp lắm mà 60-62 gì chị em mang ok hết. Cái này là len nha chị em mình ơi. Dặn lên lên hơi hơi lỗ như này nè. Hơi lỗ như này nè. Được chị ơi, 55 ký được, xíu em lên sao. Rẻ siêu rẻ luôn, trời em xíu siêu. Còn ít em bán tặng hết. Rồi lên luôn dùng nguyên con áo em đang mang nè, chị nào chờ nhanh tay nè. Em lên luôn cho dễ mình con này nè. Được mấy cá thôi, áo còn được tầm nha. chục cá thôi. Đẹp lắm, đi luôn chị em mình giá này. Hàng này người ta bán chị em mình 125-129 nghìn. Có chỗ bán 155 nghìn con. Đang bán người ta chạy, có chỗ người ta bán 155 nghìn con. Nguyên đi luôn chị em mình con này, giá lên chị em 79.000 con. 79.000 con nhá, siêu đẹp. Có đúng 10 cái thôi nha, lên nhanh tay lên mã nút trắng đúng 10 con. Lên luôn chị em mình con này 79.000. Nghe rõ giá luôn dùng nguyên 79.000. Lên dáng đẹp, cảm ơn Hoa Viên nhá. Con này nguyên đi chị em mình 79.000. 79.000 nhá, lên nhanh tay nhá chị em mình. 79 cho Tâm Trần. Cho Tâm Trần. Cho chị Nguyễn Minh Hiếu nè. Nguyễn Minh Hiếu nè. Cho chị Mộc Phi 2. Chị Bích Nhung 1. Bích Nhung 1. Thầy Thảo Huỳnh 1. Thảo Huỳnh 1. Chị Nguyễn Minh Hiếu có rồi, chị Tâm Trần có rồi, chị Bích Nhung có rồi. Chị Thanh Quyên Nguyễn 1 nè. Chị Đào Trang 1, chị Mộc Phi có 2 rồi. Mộc Phi có 2 nè. Chị Thanh Phương 1, còn cái vẫn đang mang nữa là hết. Chị Thanh Phương 1, còn cái vẫn đang mang chị Quỳnh Nguyễn nữa là hết. Rồi Yến Hoàng Sa đâu mất tiêu rồi. Yến Hoàng Sa đâu mất tiêu rồi, hỏi xong đi ao mất tiêu rồi, người ta lên cái đi đâu mất rồi. Trời, hết rồi. Hết rồi nhá. Hỏi chi đi đâu mất tiêu rồi. Rồi lên luôn dụng y nguyên đang mang mà cái chỗ này nó hối viền đen thôi. Nha, lên mã viền đen cho Nguyên. Yến Hoàng Sa mà đi đâu rồi? Hỏi xong đi đâu mất tiêu rồi, chưa lên là người ta chốt hết rồi. Nè. Đẹp chưa? Cái này lên mã viền đen cho Nguyên nhé. Ngay giá 79 nghìn. Thôi chị em mình đi vô shop người ta bán cao lắm. Thiệt. Có bán online người ta cũng đi. Chị em mình được 125 nghìn. 125 nghìn cái nè. Ui trời. Nhìn nè. Tay nè. Lên mã viền đen. Con này lại đẹp hơn con Nguyên đang mang nữa kia. Đẹp hơn con Nguyên đang mang luôn. Trong nguyên mã này mã viền đen. Nút trắng hơn hết rồi. Có 10 con thôi. Comment mã viền đen đúng 10 con. Lên nhanh nha chị em mình ơi. Nhìn cân cho nè. Trời ơi, 79.000 làm sao đi mua được hả chị em mình ơi. Chốt lên luôn những mã này là mã viền đen 79.000 con. Nha, có 10 con thôi. 55 kg. Cái này chị em mình 60 cũng được. Nguyên 52 kg nè. Từ lên 40, mà. 60 đều mang được. Len đó chị, cái này toàn bộ len nè. Nó giãn nhiều lắm. Cho nguyên con này lên mã viền đen luôn dụng là được nhá. Cho vỏ trúc liên con này. Vỏ trúc liên con này. Được hết chị ơi. Vỏ trúc liên nè. Cho Trần Ni Mai nè. Trần Ni Mai con nè. Cho chị Nguyễn Thị Thanh Nga con nè. Chị Bông Nguyễn con này. Chị Bông Nguyễn 2. 2 à? Chị Bông Nguyễn 2 này. Chị Nguyên Trương 1 này. Cho chị Nguyễn Ngọc 1 này. Chị Trần Đi Mai có rồi. Cho chị Hoa Viên 1. Hoa Viên 1. Rồi nhắc cho chị Chê Kim 1.
và chị Huỳnh Mai một nữa là hết. Mỗi thứ có chục con nhiều dễ sợ hết. Hết viền đen như vậy mà nè, hết rồi chị ơi, hết viền đen nhá, hết viền đen luôn dùng đi. Ôi lại siêu rẻ, siêu rẻ, coi còn cọc viền nào mà đó không ba. Hết rồi, hết rồi. Yến Hoàng Sa đâu rồi? Hết hàng rồi chị ơi, hỏi là hết hàng rồi, đi đâu rồi? Bóc đại vô đi sợ. Khách ưng thì lên cho khách luôn. À, cho vô đi. Hết viền đen. Ôi, con này kiểu gì cũng phải đi cho Hạ Viền cả. Lên mã viền nâu, ưa cái kiểu mà tay hơi lưới 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 này. Mã này lại đẹp hơn con Nguyên đang mang nhiều. Riêng em chuẩn bị lên chị ơi, chào em xíu. Hết viền đen rồi. Viền đen. Có viền đen không? À còn được hai ba cái viền đen, từ từ chào Nguyên xíu. Còn được ba cái viền đen. Còn được ba cái viền đen, từ từ chào Nguyên xíu nhé. Còn được ba cái viền đen, đi 79.000 thôi. 79.000 một con nhé chị em ơi, siêu siêu rẻ luôn. Nãy chút tới ai rồi ta? Nãy chút tới ai rồi ta? Hồi nãy chút cho chị Huỳnh Mai rồi đúng không? Huỳnh Mai rồi. Cho Lưu Thanh Huyền cá nè. Cho Bích Nhung cá nè. Cho chị Minh Thắm ơi, lên thông tin tre. Hết viền đen nhá. Hết viền đen nhá. Rồi lên viền nu cho Nguyên. Viền nu nè. Viền nu mở ra cho chị em xem. 79.000 con. Chắc đẹp lắm. Ôi trời ơi. Giá này, cái này mà về chị em mình bảo mà đi mua 79.000 người ta quýnh cho. Thiệt luôn. Chắc đẹp lắm luôn. Lên mã viền nu có 10 con. 10 con viền nu nhé, lên mã viền nu cho Nguyên là được. Chị Bông Mai em nói nè. Em nói nè, nhà em không phải là cứ một like cái nhà em đãi đơn hết. Chứ không phải tự dưng mà em bỏ khách đâu. Không phải là tự bên nhà em đã vẫn để cho khách chốt thêm, vẫn để chị chốt thêm đúng không? Của chị không phải là một like cái em bắt chị đi luôn. Em vẫn để cho khách 2 3 ngày, 2 ngày của chị riêng hình như là 2 3 like. Đấy là không chốt đơn, đến lúc chốt đơn là nhân viên bảo là chị không chịu đi đơn, là xả ra thôi. Viền nu cho Ánh Nguyễn. Chứ mắc chi khách mua đường hoàng em chốt hết á, ai em cũng bán, em trong có khách mà. Còn mà chị cứ mua một cái xả thì làm sao em dám chốt nữa. Chứ mắc chi phải bỏ khách đúng không? Người ta tìm khách không có ai đi bỏ khách. Đấy. Viền nào cho Lý Lê. Chứ đâu xả cho, Văn Thanh. Cho Văn Thanh nè. Cho chị Tiến Ngô nè. Tiến Ngô bóc đơn đi. Văn Thanh bóc chưa? Rồi. Tiến Ngô bóc chưa? Rồi, rồi. Cho chị Lệ Thủy nè. Cho chị Miên Bùi nè. Miên Bùi nè. Còn viền nu nhá, viền đen lên hết rồi. Viền nu cho chị Ánh Nguyễn nè. Chị Lý Lê có rồi. Lý Lê có rồi. Cho chị Ti Amo. Viền đen em hết rồi nha, em không thử nữa. Cho chị Thanh Phương. Cho chị Văn Đỗ. Hết rồi. Văn Đỗ em không nói vấn đề là nhận hàng hay là không, nhưng mà nhà em sẽ không cho gom lâu. Không cho gom lâu. Nhà em nó để mà để hai lai ngày em lai hai lượt mà chị em mình không lẽ không không mua được cái gì mà cứ gom miết nhân viên nhà em nói thật sự để mà tìm đơn cũ. Gom lại nó rất là lâu. Vô nhà Nguyên là chị em mình thấy cả một cái nhà hàng mà mỗi lần đi tìm lại cái tên cũ. Ui con này. Không phải nha. Nè, lên mã viền đỏ cho Nguyên là được. Quá đẹp luôn. Nha. Trương em không biết không nhưng mà cái đơn này chị báo xả đơn thì nhân viên chị không chịu đi đơn thì nhân viên nhà em xả đơn thôi, tại vì mấy hôm rồi. Chứ khách nào em cũng muốn bán hết. Mấy hôm này nhà em không có giữ đơn lâu đâu chị. Rồi cho Nguyên con này lên mã viền đỏ có 10 con thôi. Viền đỏ có 10 con thôi. Chị nào lấy viền đỏ comment mã viền đỏ hết viền nu rồi ạ. Comment lên mã viền đỏ bao đẹp luôn, đẹp hơn cả con Nguyên đang mang nữa luôn kia. Em thiệt luôn. Đấy, nhưng mà thứ này có ít, mỗi thứ có ít thôi, lên luôn dùng mã viền đỏ đúng 10 con. Nha, chị nào lấy nhanh tay có nhá, viền đỏ đúng 10 con viền đỏ bao xinh luôn nhá, lên luôn dùng mã viền đỏ 10 con viền đỏ em mang chị em mình màu đỏ cho nó rực. Ngày con này có cái chốt luôn nè. Em mang thử cho chị em mình cái màu đỏ cho chị em mình xem. Bao đẹp luôn mà đi 79.000. Bao đẹp luôn. Đang hết rồi nha. Lên mã này mã viền đỏ cho Nguyên là được. Cái này còn ít thun thái nữa chị em mình nhé. Còn chưa tới trăm cái áo thun thái. Ừ.
rồi chưa định lên nhưng mà view ít quá, xong cái khách bóc hết, bác sĩ lên bóc hết, còn được gần trăm cái thôi. Rồi lên mã viền đỏ, cái này chị em mang cái gì cũng đẹp, con này mang với cái gì cũng đẹp hết á. Nè len này dạ mình không cần hỏi là bao nhiêu ký vừa nhé, cái này giãn vậy nó là giãn 8 chiều, chị em mình kéo chiều nào nó giãn chiều đó, coi giãn theo form nhé. Len luôn những mã viền đỏ nguyên đi, chị em mình con này giá lên chị em mình là 79.000 chị ơi, mấy ký hắn cũng vừa hết á. Nguyên nó này nó giãn như thế này nè, đây kéo ra nó giãn đó như thế này nè. Len mã này là mã đỏ 8 chiều, chiều nào cũng giãn hết nên là chị em 60 vẫn được nha, 60 vẫn ok. Cái này chị em mình mix chân váy đen cũng đẹp. Lên mã viền đỏ cho Nguyên được 10 con viền đỏ, giá đi 79k. Giá này chị em mình sẽ không bắt gặp, cái này là dòng len nhé. Lên mã viền đỏ cho Nguyên là được nha, chốt mã viền đỏ luôn dùng Nguyên. Nguyên đi luôn chị em mình là đi, chị em mình là 79.000 con thôi. Ai lấy cái mã này lên mã viền đỏ nhanh tay nha, em lên 1-2 cọc nữa thôi nha, 1-2 mã nữa là chuyển qua để cái để lên cái hàng lẻ kia trước đã. Được cho chị nào lấy mã viền đỏ và lấy mã viền đỏ luôn dùng Nguyên nhé. Lên chị mình là 79.000, em đi đồng giá hết viền đỏ nhé. Thì dịu trăm tràng cá luôn nè, nó ghê đi sao, dịu trăm tràng cá luôn, trời dịu trăm tràng cá luôn, trời tường văn luôn, tường văn luôn. Rồi nhá, chị nào lấy viền đỏ là con Nguyên đang mang đây nè chị mình, là con Nguyên đang mang này chị mình, biết chân váy đỏ cũng đẹp. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này, trời ơi sao mà toàn mã xinh nãy mà đi 79.000. Hàng này bằng người ta đi bán chi vậy, mình hàng si luôn á. Hàng này toàn bộ là hàng xịn sò như này, quần riêng có chị ơi. Xịn sò như này, hàng Nguyên tẹp. Đấy, chốt lên luôn những mã này là mã cổ hồng cho Nguyên. Chị mình không cần hỏi bao nhiêu ký vừa nhá, nó giãn như thế này nè. Nguyên đỡ cho đưa bỏ ra. Giãn 8 chiều. Đây là giãn 8 chiều, chiều nào chị mình kéo ra cũng đẹp, cái này lửng lửng như thế này chị mình nè. Hơi lửng lửng xíu nhá. Rồi lên cho Nguyên con này. Chị Lợi Nguyễn có đơn gì ta? Lên thông tin trên live giùm em đi chị Lợi Nguyễn ơi. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho Nguyên nhé. Comment mã này là mã cổ, chốt mã cổ hồng cho Nguyên đúng 10 cái thôi. Chị nào lấy cổ hồng lên cổ hồng luôn dùng là được nhé. Đi luôn trẻ mình con này, giá đi luôn trẻ mình là 79.000 con, siêu rẻ nha. Lên nhanh tay mã này là mã cổ hồng, cổ hồng cho chị Phượng Ngô một cái này, Phượng Ngô một cái này, cho chị Nguyễn Ngọc một cái này, Nguyễn Ngọc một cái này, cho chị Lý Lê một cái này, Lý Lê một cái này, cho chị Lê Phượng cái này, cho chị Nga Võ cái này, chị Nguyễn Thị Thanh Nga cái này, chị Lý Lê có rồi, chị Diệp Chi cái này, chị Tâm Phúc cái này, chị Minh Tâm Trần, chị chị Sang Trần nữa là hết cổ hồng. Viền đỏ ngờ ngạc dịp. Chị Sang Trần nữa là hết cổ hồng nhé, hết cổ hồng chị ơi, hết cổ hồng rồi nhé, còn được hai cái viền màu hồng này. Còn được hai cái viền màu hồng nhé. Nguyên chốt luôn chị em mình con này, giá lên luôn chị em mình là 79.000. Ok chị, cổ hồng Nguyên hết rồi. Trời ơi, mấy chân váy đen vô cho nó đẹp chị em mình ơi. Nè, comment mã này lên luôn, dựng mã này là mã viền hồng có hai con. Trong mã viền hồng nha, đúng hai con. Chị em mình không cần hỏi bao nhiêu ký vừa hết á. Hắn giảng vô tư giảng thôi. Ôi con này bị rớt một cái nút rồi, một cái nút rồi. Thế để con này cho Hạ Nguyên, đổi con này cho khách đi. Để rớt một cái nút. Rồi nhá, viền hồng cho chị Mỹ Hành Hồ. Đổi qua một cái viền nâu nhá. Nhưng tính con trừ con viền nâu này lại mang rồi, nhưng mà con viền hồng nó bị bung một cái nút. Trong nguyên con này. Trừ nâu trừ món đã. Thế đâu định ra vừa ra thì còn cái nâu hai đấy nha. Con cái này đang đẹp lắm mà. Trừ cái này cho khách đây, còn cái nó bị rớt một cái nút để cái này nguyên mang. Nâu nhá, nâu cho chị Trương Thị My. Trương Thị My. Bao nhiêu ký vừa, từ từ chào Nguyên xíu, Nguyên đi đi bóc cái áo này luôn để sale cho dạ mình luôn. Áo con thôi. Lên mã chữ hồng 79.000. Cái này không đi đâu mà mua rẻ như thế này hết chị em mình ơi, 79.000 con. Nè. Chốt mã này lên mã chữ luôn dùng là được nhá. Chị em mình không có cần hỏi bao nhiêu ký vừa hết. Màu trắng. Màu trắng khách mới chốt xong chị ơi.
màu đẹp mà, mua để dành đến Tết mang cũng được. Cái này mua để dành đến Tết mang vẫn ok. Đây, Tết mua thêm một con váy xòe nữa. Đây đây chữ hồng là cái này. Thêm một con váy xòe nữa đó. Đó, váy xòe váy xếp ly mang con này, váy dài mang cũng đẹp. Là ok. Rồi lên mã chữ hồng luôn dựng là ok nhé. Chốt mã chữ hồng đẹp chưa? Nha, lên 79.000 con. Em đi đồng 79.000 hết. Chị nào lấy cái này lên mã chữ hồng. Chị mình không cần hỏi bao nhiêu ký nha, vì nó giảm lắm ấy. Nó giảm nhiều lắm, hàng nhà Nguyên nè. Hàng này. Bằng trẻ mình đi mua hàng là hàng si á. Thiệt luôn. Bằng trẻ mình đi mua hàng si thôi, chị nào lấy? Linh Đặng. Thì Linh Đặng này. Cho chị Ngọc Hằng này. Rồi nhá, chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng luôn dùng Nguyên nhá. Còn được mấy cái chữ hồng thôi. Đi như vậy mình 79.000 con nha. Len này chị mình không có cần hỏi là bao nhiêu ký vừa nữa. Nó giảm vô tư, giảm thoải mái nhất. Lên mã chữ hồng. Cho Tiết Nguyễn, à cho Đào Trang. Chị Đào Trang, chị Tiết Nguyễn. Viên con viên đỏ thôi, viên đỏ thôi chị Minh Tâm Trần. Hồi nãy Nguyên đọc tên có nhé. Không không. Trời, tôm suri, tôm suri. Rồi Nguyên còn được hai cái chữ hồng nữa lấy. Cho mã chữ hồng luôn dù ok nhé. Đây lương trẻ mình là 79.000 con. 79.000 con. Còn được hai con. Cho chị Nguyên Trương cái. Nguyên Trương. Rồi nhé. Lên mã này trẻ mình nè. Mã nữa hề, một mã nữa nhé. Hồng lên càng ưa. Cho chị Nguyễn Minh Hiếu. Chữ hồng Nguyễn Minh Hiếu có rồi nha. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì mà đẹp dữ rồi. Cho Nguyên mã này là mã gấu, cho Nguyên là được này. Nó xịn lắm luôn. Thì tôm suri có rồi. Tôm suri có rồi nha. Trời ơi, 79.000, nghĩ ra không trời. Cho Nguyên con này nhá, xịn sò lắm luôn ý. Comment mã này là mã gấu cho Nguyên nhá. Comment mã gấu hồng nè. Mấy cái hình này đang hot nè. Đi 79.000. Comment mã gấu hồng, chị em mình không cần hỏi bao nhiêu ký vừa, vì hàng này hàng lên nó giảm rất là nhiều. Đơn hàng gọi khách nhà Nguyên một người cũng là triệu mấy là bình thường rồi. Đấy, chốt lên luôn dùng Nguyên mua hai cái like. Mua hai cái like là triệu mấy rồi. Đó, mà toàn bộ hàng tiền chục không đó chị em mình. Toàn tiền chục hết mà mua hai cái like, gom hai cái like là triệu mấy. Rồi nhá, chị nào lấy gấu hồng comment gấu hồng luôn dùng là được. Khách mà đã mua quen rồi là mua tới mua lui à, ngày nào có đơn hết á thì quen chắc rồi. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Đi trẻ mình 79 giật cái mình 79.000 con gấu hồng. Chị nào lấy gấu hồng comment lên gấu hồng luôn dùng Nguyên nhá. 79k em còn được mấy con đây, mấy con này trẻ mình mít chân váy cũng đẹp lắm. Ai lấy mã gấu hồng nữa lên mã gấu hồng luôn dùng là ok nhá. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên. Lên áo đằng sau luôn nhé, hay lên nữa, lên áo đằng sau, lên áo thái nhé. Đây còn cọc lên đỏ này nữa nè, còn lọc cọc lên sọc đỏ này nè. Còn cái bóc vô đi, sao bóc vô mà có cặp ấy thì lên cọc hai cọc nữa đó. Tại vì cái này sĩ nhà em cũng dặn rồi. Rồi lên luôn dùng Nguyên, cái này có cổ này vậy mình ơi, cái này có cổ nhá, lên mã cổ đỏ cho Nguyên sọc nè. Cổ đỏ sọc như này. Chị Nguyễn Tiết Trúc nhắn tin cho chị chưa? Nhà em nhắn tin cho chị chưa? Cái này mang phong lửng lửng nha chị em mình ơi, con này đẹp quá. Chào Nguyễn Xuyên Xuyên. Chào Nguyễn Xuyên Xuyên nhé. Chưa nhấn tin nhờ bạn chưa chút đơn á. Cái này chị em mình biết với quần à, quần lưng cao. Quần lưng cao lên. Chưa thấy chị. Cảm ơn chị Anna Lê nhá. Ui lâu lắm không thấy chị Anna Lê. Đi đâu mất tiêu luôn. Rồi nhá, cho Nguyên con này lên mã cổ đỏ, cái này mang phong lửng lửng như này chị em mình. Lên mã cổ đỏ cho Nguyên là ok nhá. Được chưa, chị nào lấy cổ đỏ nè. Giả nghĩa này nè, chị nào mà mang hai mang lửng lửng được này nè. Chị em mình đã chốt nhá. Còn không ăn lẫn được, đừng có chốt nhiều, chị nhận hàng về xong. Em ơi, cái bụng chuyện to quá, không ăn được cái này thì mất công nha. Nguyên nói trước, đây nè. Cái này là mang dạng lẫn như này. Bao à, đang bao à. Cái này em đi chị em 79.000 lên mã cổ đỏ cho Nguyên là ok nhá. Là mang phôn lẫn như vậy mà nó mít trang váy, mít quần sầu gì cũng đẹp hết đó. Đây luôn chị em mình, 79.000 con. Anh sẽ đang cầm sọc.
Rồi nhá, cổ đỏ luôn dùng nguyên cho chị Kiều. Chị Quỳnh Như nhưng không có. Chị Diễm Kiều. Kiều. Chị Trần Xuân Liễu. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã cổ đỏ 79k hàng con. Phát nhanh tay nha chị em ơi, con này siêu đẹp luôn. Cổ đỏ 79. Nha, chốt mã cổ đỏ 79 cho Nguyên là ok. Để em lên áo kiểu em sale dạ mình đã nè, có được mấy con thôi. Còn được vài con em lên nó hết luôn cho dạ mình đây nè. Nha, vài con. Cổ đỏ cho Diệu Trâm Tràng. Đó, bên đó sao? Em sẽ bỏ cái kia. Cổ đỏ 79 nghìn nha, lên mã cổ đỏ 79 cho Nguyên là được. Cổ đỏ cho Thanh Ngọc. Rồi, tiếp luôn dùng Nguyên, cái này Nguyên còn được mấy con. Nè, nghe cái giá giật mình luôn. Còn được mấy con á, kiểu này thôi, tầm 55 đổ về sẽ rất đẹp. 55 đổ về đó, trẻ mình ơi. Vải này là vải siêu đẹp luôn. Con này vải siêu đẹp luôn. Còn được có mấy cái. Dễ gì nghiện. Trời ơi, 55 đổ về, vải này vải cực mềm luôn. Ở đây đằng sau có keo này chị em. Hôm này lửng lửng nhá. 55kg là đẹp nhá. Chị nào gọn lên 57. 55 và gọn lên 57 nhá chị em mình ơi. Lên luôn dùng nguyên con này. Đồ lụa ngắn thì em chỉ còn xay nhỏ nhỏ thôi, không còn xay to. Xíu nữa Nguyên lên. Ui chị nào Nguyên nói là bỏ qua cái bộ lụa nó tiếc lắm. Vì hàng nó hàng 300 mấy nghìn á. Mà đi ra chị em mình chỉ có 80 mấy nghìn. Nhưng mà mỗi tội là còn xay nhỏ thôi. Rồi cho nguyên con này. Có được mấy con kiểu vàng thôi. Ai nhanh có nè. Được vài con cổ và kiểu vàng này thôi. Đẹp lắm. Phải xịn lắm nhé chị em mình nhé. Mềm, cực mềm. Size 55 là chốt đẹp nhất. Lên luôn dùng mã kiểu vàng. 55 là chốt đẹp nhất. Em đi luôn chị em mình con này. Giá lên chị em mình là 69k hàng con. 69k chị em mình nghe cái giá luôn dùng nguyên này. 69k hàng con. Size này đẹp nhất là 55 đổ về. Nguyên còn được từng này con nữa là nguyên hết. Được từng này con nữa là hết nhé. 69.000. Size 55 đổ về là mang ok nhé. Vải cực xịn nhé. Lương chị hả? Ơi chốt đơn xong là đi đơn hết rồi đó chị. Vải mềm lắm nha. Ai lấy cái này lên mã vàng, kiểu vàng 69.000. Cho chị TT 2 cái. Đẹp lắm. TT 2 cái. Chị Lê Dung Kỳ 1 cái. Lê Dung Kỳ. Cho chị Mộc Vi 1 cái. Thì Thảo Ly 1 cái. Rồi nhá. Chị nào lấy cái này lên 69k luôn dùng ok. 69k. Không có xe nhỏ đâu chị, cái này mình mang được. Mình mang được, cái gì kim vô một cái. Áo cải phía sau là sao chị? Chị Trần bơm con một cái. Chị Phan Ánh Nguyệt lên thông tin dùng nguyên cái. Chị Phan Ánh Nguyệt không có thông tin nè. Phan Ánh Nguyệt bỏ riêng qua bên có thông tin chốt nhé. Cho chị Đào Trang một cái. Đào Trang một cái. Cho chị Hoa, cho chị Hoa Viên một cái. Chưa, lên hồi trưa rồi nhưng còn xe nhỏ. Hoa Viên một cái, cho chị Anh Hồng Trần cái nữa lấy. Từ từ để chị Ánh Nguyệt rồi Phan Ánh Nguyệt lên thông tin cho Nguyên, đi lên địa chỉ luôn dùng Nguyên. Thì 55 đổ về làm ăn đẹp nhất. Hồi tối quần tay nam em còn mấy cái nhưng mình cũng lẻ tẻ sai lắm. Màu xanh này đẹp nè, có hai cái thôi. Xanh gì đây ta, lên xanh đậm cho Nguyên. Xanh đậm nên có hai cái, đi 69.000 nhé. Hai cái xanh đậm và giá lên chị em mình là 69.000. Phải mềm lắm nhé chị em mình, không phải hàng khô đâu nè. Đẹp nhất là 55 độ vậy là chị em cho ok nha. Chốt lên luôn những mã cổ xanh. Xanh đậm này có hai cái. Chị nào lấy cổ xanh đậm, chốt cổ xanh đậm đúng hai cái này. Xanh ngọc một cái này nha. Xanh ngọc cho chị Trương Thị My có 1 cái à. Trương Thị My có 1 cái. Xanh cổ Việt được một cái. Hai xanh này cho chị Ti Ti. Hai xanh này chị Ti Ti 69.000 con nha chị em mình ơi. Hai xanh này chị Ti Ti 69.000 con. Một cái màu xanh cổ Việt nha. Đây còn cái xanh ngọc nữa nè. Còn cái màu xanh nhạt nhạt. Xanh đậm hết luôn rồi. Một cái màu xanh cổ Việt nè. Một cái màu xanh ngọc kiểu này. Nên cái xanh ngọc này là chắc của nó lấy chắc đủ xước. Đủ xước dài 69.000. Xanh kia là xanh nào? Là cái xanh kia à? Xanh kia kìa sao? Ừ. Đấy xanh kia. Đổi cái xanh kia cho chị. Không cho chị. Đúng rồi cho chị Trương Thị My. Trương Thị My ok chị. Dạ chắc không còn á chị Thiên Đoàn á. Trời ơi 55kg đổ về. Cổ Việt cho chị Nguyễn Tiếp. Rồi còn xanh ngọc này. Chị nào lấy xanh ngọc. Còn hai con xanh ngọc nhé. 69.000 con. Cái này dẻo mình đi mua. Có rồi đó chị. Đi mua. Đi mua hàng số người ta bán dẻo mình giá cao lắm. Phải đẹp như thế này nè. Phải vải đẹp như thế này nha. Đó chị nào lấy cái này lên. Ngọc. Ngọc cho chị Tê Tê. Còn một con ngọc. Ngọc cho chị Anh Hồng Trần ở dưới đó sao. Ngọc. Ngọc cho chị Anh Hồng Trần. Rồi hai con màu đỏ đô. Một con màu hồng và một con màu đen. Hai đỏ đô, một hồng và một đen.
giá đi chị mình là 50, ô lộ sau đây 69.000 con, 69.000 con nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên hầm cho chị Ti. Nguyên đang có em bụng to à, bụng to ơi, sao mà nói cao nói trời, bụng ý ghê á, bụng to ơi, sao ấy cái ố này, những cái ố đang dùng để thế lần... mày xách lên cái cây cây hồng đen gì chiếc ba, còn hai cái màu đỏ đô hết rồi, hết rồi chị ơi. Hay là cái nào, hay là cái ngực, dâu mang cái áo ngực miếng cao ấy. Có thì cũng có thôi chứ từ từ, nhưng mà hiện tại thì chưa có. Rồi cho Nguyên con này đỏ đô nhá, chị nào lấy đỏ đô chút đỏ đô, có hai cái thôi nha, có đúng hai cái màu đỏ đô thôi, chị nào lấy đỏ đô chút đỏ đô luôn dưỡng được nhá, comment mã đỏ đô luôn dùng Nguyên. Do cái này là cái đồ giả, cái này hơi to rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên, comment mã đỏ đô luôn dùng là được, cũng mua bụng to chứ. Bụng to mới buồn thôi. Còn cái áo kiểu mà caro đây nè, caro. Thấy áo kiểu rồi sao? Đây còn mấy. Còn cái màu này màu gì ta? Do cái ngực giả. Con này màu gì ta? Màu đậm đi. Không biết màu gì nhưng mà đẹp lắm đấy. Màu này đẹp lắm này. Màu đậm nhá, chị nào lấy màu đậm lên màu đậm luôn dùng là được. Nguyên đi luôn, trẻ mình giá đi, trẻ bên này chưa cắt đi. 69.000 màu đậm, chị nào lấy đậm chút đậm. Vải đẹp lắm, trẻ mình yên tâm nha, chị nào lấy màu đậm. Ui, cái màu này sang. Trời ơi. Ai nhanh có nhá. 52, 55 đổ về là ok. 52, 55 đổ về. Cái này 52, 55 đổ về là ok. Áo Nguyên đang mang còn, áo Nguyên đang mang 79.000. Trời ơi, 69.000 con này vải xịn lắm nè. Vải này xịn lắm luôn, lên mã caro hồng. Chốt mã caro hồng luôn dưỡng được nhé, có mấy con thôi. Đẹp nhất là 52, chị nào gọn lên 55. Được mấy con thôi. Cái này Nguyên còn được mấy con thôi. 1, 2, 3 con thôi. 3 con caro hồng thôi. Cho chị Kim Loan, cho chị Minh Tâm Trần và cho chị Anh Hồng Trần. Anh Hồng Trần là hết. Hết nhá. Còn kiểu caro này cho chị Diễm Huỳnh nhá, nó cũng na ná như cái kia. Thầy hết rồi. Cho chị Diễm Huỳnh. Hết caro nhá. Ở đây còn cái caro đen đằng sau này. Còn cái caro đen đằng sau này chị mình. Một cái caro đen đằng sau này nè. 52. 52 đổ về, chị nào gọn lên 55, một cái caro đen. Tiếng luôn đúng không? 69.000. 69.000, caro đen, cái này caro đen. Chị nào lấy caro đen, chút caro đen luôn dùng là ok nhé. 69.000 con thôi. Bao chắc luôn cho chị em mình luôn ấy. Lên cho Nguyên mã caro đen luôn dùng là được nhé. Cái gì cũng còn ít ít. Còn cái caro đen đó, chị nào lấy caro đen, chút caro đen lên luôn dùng là ok. Bao chắc luôn cho chị em mình luôn. Caro đen nó còn cái đó. Một cái hồng này nè. Từ đuôi từ từ chờ em xíu. Caro đen cho chị rồi. Linh hồng. Caro đen chị Linh hồng. 59.000 con. Trương Thị My có không ta? Không có. Không có à? 69 nha, 69 chưa? 69.000. Lộ. Lộ. Comment mã nơ hồng. Hàng này hàng shop chạy 130, 135 nè chị em mình nè. 52 đổ về là đẹp nhất. Chị nào lấy cái này lên mã này lên mã. Hết rồi nha. Lên mã nơ. Chốt mã nơ luôn dùng là ok, con cái nơ hồng một cái, nơ hồng có một cái nhé, chị nào lấy nơ hồng lên mã nơ hồng luôn dùng là ok, nơ hồng có một nhé, chị nào lấy nơ hồng chốt nơ hồng luôn dùng là ok. Vải đẹp lắm, những con này mới dòng lụa nhặt, cái này xinh. Đâu có, mình lấy sao, mình chốt từ trên xuống dưới thôi, bỏ con nớ đi qua con này, toàn con đẹp thôi, bỏ con nớ đi qua con này. 52 đổ về là ok, con này quá xinh, còn con cá. Bỏ cái ghế lên đây cho mình xả nè. Bỏ này bóc hàng còn lẻ lẻ để cho lên luôn, cho hết cái này để đưa qua quần riêng.
Rồi nè, nơ đen nè, sơ non cho chị Lệ Thủy. Nơ chị Lệ Thủy áo kiểu trước đó. Cho áo kiểu trước còn áo chung lại lại. Nơ chị Lệ Thủy. Caro đen hết rồi. Caro đen hết rồi. 69.000 nơ. Chị nào lấy nơ lên nơ cho Nguyên 69 cao luôn dùng là được. Nơ 69 nhé, chốt nơ 69 cao luôn dùng là được. Comment lên nơ 69 luôn dùng Nguyên là ok nhé. Còn cái này thứ có một cái không à. Rồi lấy mã này mã nơ vàng, con này chắc con này là chắc đuổi lụa nhé. Đuổi tơ nhé. Dạ. Trắng khách chốt luôn rồi chị ơi. Đẹp nhất là 55 độ về là ok. Mấy con này lên xinh lắm. Lên mã nơ vàng cho Nguyên. 55 độ về là chốt đẹp. Để chị em 69.000 những cái này chị em mình đi vô shop mua cao lắm. Chốt lên luôn dùng cái này còn có 1 con à. Nha, lên mã nơ vàng một con. Sale luôn chị em mình nó luôn 69.000. Bác ghi có chứ. Nha, chị nào lấy nơ vàng, comment lên mã nơ vàng luôn dùng là ok nhá. Nơ vàng một con. 69k lên đẹp nhá chị em mình ơi. Lên cho Nguyên mã nơ vàng 69k luôn dùng là được. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên còn cái à. Cái này nhúng sau, cái này cưng. 52 độ về. 52 độ về nhá. Bo nhúng sau. Chị nào gọn lên 55. Lên mã nhúng hồng cho Nguyên. Nhúng hồng có 1 cái nha. Trời ơi con này cưng nè, con này cưng. Vải xịn lắm, vải mướt lắm luôn ấy. Nè. Chị nào lấy cái này lên mã nhúng hồng có 1 cái, 69.000 nhúng hồng. Chị nào lấy nhúng hồng, những cái này là còn rất mẫu lại cái hết á. Nha, ai lấy mã nhúng hồng comment lên mã nhúng hồng cho Nguyên là ok. Thứ còn rất lại 1 cái thôi, không có nhiều nhá, nên là chị em mình tranh thủ. Còn được vài con thôi. Rồi ai lấy nhúng hồng lên nhúng hồng cho Nguyên là được. Rồi tiếp luôn mã nhúng xanh. Hết rồi. Nơ đen hết rồi nha. Rồi trong cái mã nhúng xanh có cặp này áo phông hay là xếp với sao? À áo phông hay là áo thun rồi. Cái này áo thun thả rồi. Bắt tách cắt ra chờ xả luôn đi. Lên luôn. Cắt ra tách ra chờ xả lên luôn. Cái con này lên phông đẹp lắm. Nhúng hồng cho chị Diễm Kiều. Cho Diễm Kiều. Nhúng hồng nãy bà sao bỏ xuống rồi đó. Rồi nhá, trong cái màu xanh luôn dùng nguyên 52 độ về. Xanh nhạt. 52 độ về. Đây 69.000 nha chị em mình ơi, siêu đẹp. Thôi kệ bỏ bóc đại lên đi. Bóc đại mà sao bóc được con mà sao bóc đi chẳng nha. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng mã kiểu cho Nguyên là được. Kiểu xanh cho Nguyên là được. Con này xanh lắm nè. 52 độ về. Nha, lên luôn trẻ mình con này giá 69.000 con. Chị nào lấy xanh. Nơ vàng. Ít có xa trên 60kg lắm chị ạ. Nơ vàng mà sao bỏ xuống được kìa. Chị Kim Lê. Kim Lê. Còn cái nước cho chị Diễm Kiều. Rồi lên mã này là mã nhúng xanh cho Nguyên là ok. Nhúng xanh nhá. Ai lấy nhúng xanh comment lên nhúng xanh luôn dùng là được. Đây luôn trẻ mình nó 69.000 con. Nó 69.000 con nhá. Chị nào lấy nhúng xanh, chốt nhúng xanh. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên. Bộ lụa hình như giờ còn chỉ có size nhỏ thôi. Con này bị dơ xíu rồi. Cái này bán tặng luôn trẻ mình 52 độ về. Tặng luôn 40.000 đi. Bị dơ xíu này trẻ mình bị giặt là ra à. Phải xịn lắm. Comment mã này là mã kiểu trắng bị dơ xíu nha. Đây nè. Cái này trẻ mình bị giặt là ra. Lên mã 40 cho Nguyên là ok có một. Nha, trong mã 40 chị nào lấy mã 40 để bóc cái này luôn trẻ mình. Xanh 69 xanh cho Nguyễn Thị Thanh Nga. Cái này lúc trưa chị đã chưa xăng được xăng, nhưng mà hiện tại Nguyễn chỉ còn mỗi xe nhỏ thôi, không có xe to nhé. Không có xe to. Nhưng mà là xịn cực xịn luôn. Camera xịn cực xịn luôn. Chuẩn cao cấp luôn ấy. 40 cho Phạm Hương. Cái này chuẩn cao cấp nhưng mà giờ còn thứ lại cái cá thôi nè. Size này 52 đổ về cho size M. 52 đổ về cho size M. Còn size M. Trắng 40 nguyên hết. Gì nè. Nguyên bằng 5 bộ rồi. 5 bộ rồi. Hàng 320. Như đi mới lên vẫn còn lẻ tẻ size thôi. Chuẩn lẻ tẻ size làm biến lắm. Hello Hồng Trần. 320.000 này chị em mình nè. Đó, chị nào lấy cái này lên mã dây cho Nguyên là được. Size 52 đổ về. 52 độ về 320. Cái này giờ người ta vẫn đang chạy giá này nha chị em mình ơi. Bộ lụa, bộ ngủ hàng cao cấp luôn dùng Nguyên này, bộ lụa cao cấp cho Nguyên. Từ cái cặp này, cái này em đi chạy mình 89.000. Nha, size 52 chị nào gọn lên 55 cái bộ này ok luôn. 52 và gọn lên 55 nhá. Chốt lên luôn mã bộ dây 89 đây nè. Chị nào chờ cái bộ này phát luôn còn được mấy bộ thôi. 89.000 nhá. Chị nào lấy dây 89, hàng 320.000. Sang bộ này đi, em đảm bảo luôn chị em mình về đảm bảo thích cao cấp mà. Cao cấp mà.
mà đi 89.000. Nha chị nào lấy cái này lên mã lụa dây size 55 đổ về mang được, size M nhá. Đây chị em mình 89.000 nha. Chị nào lấy cái này lên cao cấp 89k ra size M. Đây lệ thủy 2 bộ. Yên tâm, nhận hàng về mà hàng chắc không phải hàng cao cấp, đừng mua hàng của nhà Nguyên nữa luôn ấy. Mà đi 89.000. Cho chị lệ thủy 2 bộ. Chị Trần bơm con bộ. Rồi Nguyên còn còn 2 bộ kiểu này nữa. Chị nào lấy lên luôn dùng Nguyên nhá. 89k bộ. Siêu đã luôn. Siêu đã cái bộ này luôn. Chị An Lê có rồi, chị Trần bơm con có rồi. Còn 2 bộ nhá. Còn cái bộ này size nhỏ hơn. Bộ này kiểu khác xíu. Kiểu khác xíu là không có bèo tầng ở đằng trước. Cho chị Thanh Nguyên Nguyễn bộ này. Thanh Nguyên Nguyễn lên thông tin. Lên thông tin trên like cho em nhé. Cho chị Thảo Ly một bộ nữa là hết này. Rồi, cái này con bộ size 52 thôi. Lên mã nơ cho Nguyên là được nhé. Nơ size 52, đẹp cực luôn. Nè, để chị em mình báo nó điêu. Hàng này giờ người ta vẫn đang chạy giá này mà. Chị em có thể về xong cái sợt lên. Sợt lên cái hàng này nè. Vẫn đang chạy giá này nè. Em đi luôn chị em mình 89.000. Người ta đang chạy 320.000 đấy. Thực ra chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Chốt lên luôn dùng mã dây size 52. Nơ đây cho chị Tâm Lê. Nơ chị Tâm Lê 89.000, đẹp lắm. Đằng sau lưng ông xã kìa. Cái mã nơ này. Bên này màu xanh xanh ngọc này. Đó. Chủ yếu là còn size nhỏ thôi. Cái này size S. Size 50 đổ về. S 50 đổ về. Lên mã này mã nơ xanh cho Nguyên là được. S nhá. Nơ xanh cho Nguyên là ok. Nè. Đã lắm chị em, chị nào sành hàng nhìn hàng. Thảo Ly có rồi nha. Chị nào sành hàng nhìn hàng này đủ biết hàng xịn. 300 mấy chục nghìn bộ đồ mặt nhà. Nhiều khi là như Nguyên thì nếu như bỏ ra 300 mấy cũng sót tiền không mua đâu. Nhưng mà khi mà săn được giá này mà không săn thì tiếc lắm luôn. Đã lên được giá này mà không săn, Nguyên mới săn được giá này mà. Chị em mình không chốt được bộ hai bộ tiếc lắm luôn, nhưng mà còn một size nhỏ. Giá 89.000, size là 50 đổ về là chị em chốt ok. Phải mức mượt mượt luôn. Đã lắm. Em nói là dòng 300 mấy nghìn, không phải tự dưng người ta lên được 300 mấy nghìn. Nha chị nào lấy mã nơ xanh lên nơ xanh 89k chút lên luôn dưỡng được nhá. 89k hiện tại đang còn size 52 đổ về. Nơ xanh cho chị miễn tiếp luôn nè. 89.000 nhá. Ai lấy nơ xanh comment nơ xanh 89 luôn dưỡng là ok. Nơ xanh 89, chị nào lấy nơ xanh 89 chút. Rồi tiếp luôn dưỡng này còn được một cái nè. Còn được một cái nhá. Lên mã kiểu luôn dùng Nguyên nhá. Áo Nguyên đang mang nha. Còn đang mang còn cái này 55 đổ 69k nha Nguyễn nha, áo đâu mà sao 9k vô à, 79 nhập nơi xanh cho Nguyễn Thoa mua thử những cái bộ này về đảm bảo chị em mình ưng cực kỳ. Chị Nguyễn Tuyết có rồi chị ơi, beo này con cái 69.000 size 55 lên mã beo cho Nguyên nhé. 69k size 55 nha. Chị nào lấy beo 69k size này là size 55 ký đổ về là chị em cho ok beo nhé. Nơi xanh cho chị Nguyễn Thị Thanh Nga luôn. Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh Nga khách mới hay cũ ta? Ok chị Nguyễn Thị Thanh Nga, còn em lên dần dần từ từ chờ em xíu, ui con này nè, phát luôn mã beo luôn dùng có một, từ từ em lên từng mã rồi chị chốt, beo này có một 55 đổ về là chị em chốt đẹp 55 chị nào gọn lên 57, beo nhá, áo đang mang còn, con này xinh lắm chị em mình, lên trong nguyên mã beo có một cái không lại đi thử, nhá chốt mã beo con này xinh lắm. Đi chị em mình con này giá lên chị em mình là 69k beo. Hình như hết rồi để đem dòm nè. Hết rồi đó chị. Không còn nữa chị ơi. Hết rồi, còn chi đâu em. Nơi xanh ấy cho Thanh nhỏ. Cái này còn được 3 con nhỉ. Cái này chắc đuổi xước nè. Cái này chắc đuổi xước nhá. Lên mã xanh cố. Bộ kiểu hả? Bộ kiểu đang không. Nè cái này cưng nè. Size này trẻ mà 52 đổ về là lên đẹp. Nha còn một cái. Lên mã xanh cốm cho Nguyên nhá. 52 đổ về con này chắc của nó là chắc đuổi xước nha này nè. 69.000 con này. Nha ai lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã xanh. Xanh cốm đừng cái. Cái mã cổ vàng hồi nãy còn sót đường cái xanh chị TT. Cái mã cổ vàng hồi nãy còn sót đường cái 69 gì nè chị em nè. Lên mã cổ vàng 69 cho Nguyên là ok, còn sót đường cái. Cốm chị TT rồi nhá. Size 55 đổ về. Lên mã cổ vàng size 55 đổ về là ok 69.000. Nha lên cổ vàng cho Nguyên 69k luôn dùng là được. Rồi nhá, cốm chị TT có rồi.
Rồi lên luôn những mã kiểu. Ui cưng chưa. Nhưng mà cũng 55 thôi. Cái này cũng 55. Cái này kéo sau cho chị em mình không. Cái này kéo sau như thế này nè. Dạ CS đúng rồi đó chị. Xanh cốm hết rồi. Xanh cốm này chị ti ti rồi. Rồi nhá, trong nguyên con này lên mã viền đen. À viền xanh trong nguyên là được. Viền xanh, xanh cốm hết rồi. Vàng cho chị Ánh Nguyễn. Rồi có cái viền xanh này thôi. Chị nào lấy viền xanh comment mã viền xanh trong nguyên nhé. Lên mã viền xanh trong nguyên là ok. Đây luôn chị em mình là 69.000. À, bộ táo trong nguyên con bộ táo. Bộ táo này size gì đây? Size F. Size 52 đổ về. Lên mã táo hồng con bộ à. Viền xanh cho TT. Táo xanh à, táo hồng này con bộ à. Cái này là 225.000. Này, bộ này 225.000. Đừng lắm. Lên mã táo 89.000 táo. Táo này lửng nhá. 89.000 size này là size 52 đổ về là ok. Của vàng hết rồi nha. Của vàng hết rồi đó chị. Này. Lên mã táo size S. Size 52 đổ về. Lên luôn chị em mình bộ này 89.000. Nhìn cái bộ đồ là chị em mình đủ biết hàng xịn rồi nè. Được chưa? 89.000 cái bộ nè. Chị nào lấy cái này lên mã táo hồng luôn dùng nguyên nhá. Size S size 52 đổ về. Size S size 52 đổ về. Nha, lên chung mã táo vàng là ok. Ba cái bộ táo xanh này cũng say á. Cái này em đi chị em 75.000. Nhưng bộ này đi 75.000. Nhập đợt nào mà rẻ hơn thì Nguyên sẽ bán chị em mình rẻ hơn. Cái này size 55 đổ về. À không, cái bộ này cũng như cái bộ lúc nãy. Bộ đùi cái này đi chị em 75.000. Size 55 đổ về nhá. Chốt mã táo, táo xanh cho Nguyên. Táo cho Nguyễn Thị Thanh Nga. Tiền xanh được, được chị ơi, được được ấy. Nè. Cưng lắm, size 55 đổ về là ok. Lên mã táo xanh có được hai bộ táo xanh. Đây luôn chị em mình giá, lên luôn chị em mình bộ này 75.000. Nhanh đi chị em mình ơi, 75.000 nghe rõ cái giá cho Nguyên nè. Nha. Không, cái nó đúng rồi đấy, cái nó đúng rồi, 89.000. Lên táo xanh. Táo xanh này 75.000. Cho Thanh Hoa. Thanh Hoa này. Còn này size S. Cái này size S, còn size S thôi. Còn hai bộ size S size 52. Táo hồng em hết rồi. Còn táo xanh này 52 đổ về. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga có táo hồng rồi đúng không? Có rồi. Còn táo xanh này size S 75.000. Táo xanh này hai bộ size S. Của người lớn đó chị. Còn hai bộ táo xanh size S lên luôn dùng nguyên là ok. Táo xanh size S có hai. Chị nào lấy táo xanh size S comment táo xanh size S là được. Cho chị Mỹ Kim Đào size S. Kim Đào. Rồi còn một táo xanh size S. Chị Thanh Hoa có hồi nãy là táo xanh size M mà. Thấy không? Hồi nãy chị Thanh Hoa là lấy size M đấy, còn cái size S này chị nào lấy táo xanh size S chốt lên luôn dùng là được. Còn một bộ táo xanh size S. Rồi nha, lên mã nơ hồng này size S được 3 bộ. Bộ này em đi trẻ bên 89.000. Nơ hồng size S 89k luôn dùng là ok. Size chị em mình 50, chị nào gọn lên 52 vải nó đẹp cực kỳ. Từ đường kim mũi chỉ luôn chị em mình ơi, nó xịn lắm. Em nói chị em mình mua thử cái bộ đồ về đi. Nó giá trị cái bộ đồ. Cái này size S thôi. Lên luôn những mã này mã nơ hồng được 3 bộ nơ hồng. Nhá, được 3 bộ nơ hồng chốt chuẩn cho em đi chị ơi. Nha, đừng đổ qua đổ về nhé. Đừng đổ qua đổ về không là lộ hàng hết á. Nơ hồng cho Nguyên 89.000. Nhà ai lấy nơ hồng 89. Nhá, nơ hồng 89 chốt lên luôn dùng là ok. Đi 89.000 size S. Được 3 bộ thôi. Mua những cái bộ lâu lâu mới săn được những cái bộ hãng mà rẻ như thế này. Em nói rẻ này, nếu mà hàng xưởng đi chị em 89.000 chị em mình cảm thấy nó rất là bình thường. Còn đi hàng này là hàng hãng, hàng xịn. Nha, nơ hồng luôn dùng nguyên. Chị Phan Ánh Nguyệt còn hai bộ size S. Hai bộ size S. Nhá, chị nào lấy nơ hồng size S chút lên luôn dùng nguyên. Rồi lên mã cái này 75k này. 75k, lên mã này mã vàng 75, size 50 luôn. Vàng 75 size 50, không lẽ chừa hết lại mang cái dạ mình. Này, nhìn cái bộ đồ này. Lên mã nơ vàng. Ông vậy, hoa vàng size S size 50. Con bộ thôi, bộ này 75.000. Bộ này 75.000 nhá, con bộ thôi. Dạ chị ơi, size 50 nhá, chị Lê Nhung Ly nhá. Nè, phát ngay cái bộ này nữa nè. Bộ nào cũng ưa nhá, chốt lên nguyên 5 bộ rồi, không lẽ là phát thêm. Chốt luôn dùng nguyên con này. Comment mã hoa vàng size S. Hoa vàng size S, chốt lên luôn dùng là được nhá. Kim Đào. Vàng size S 75 à. Vàng. Vàng 75.000. Vàng cho Mỹ Kim Đào, còn ấy cho không? Vàng ấy không? Hết rồi con cái. Con này là bộ lụa Hàng Châu nè. Lụa Hàng Châu cũng hàng này luôn. Cũng hàng của nhà này luôn. Hoa 75 luôn. Cái này không có 60 đâu chị. Hoa 75, cái này lụa siêu nhẹ. Mang sướng hơn lanh, 225.000 nè chị em. Thấy không? Bộ này lụa siêu nhẹ, size 50 luôn. Chị nào gọn lên 52. Cái này mang thì không nhăn, không nhào, không rút chết. Lụa siêu nhẹ cho Nguyên là được. Lên mã siêu nhẹ. Siêu nhẹ này là lửng nè.
size 50 cái này nó sẽ có độ co giãn nhẹ nha. Chị nào mà mua siêu nhẹ nhà Nguyên rồi là biết chắc lụa lửng này. Con này em đi cho em 75.000 ba bộ CS nha, ba bộ CS lên mã siêu nhẹ CS cho Nguyên là được, được ba bộ CS nhé, bốn bộ CS nha, cái này có bốn bộ CS lên luôn. Dùng mã này là mã siêu nhẹ CS đi trẻ mình bộ này 75.000 bốn bộ thôi, siêu nhẹ CS 75. Chị nào lấy siêu nhẹ CS 75 lên luôn dùng là ok. Để em lên luôn trẻ mình cả cái này có bộ cưng tim CS luôn, đường bộ vàng cho Thanh nhỏ. Tim này CS con bộ thôi, tim S nè, trẻ mình nhìn cặp quần tim CS có một bộ size 50 nha, siêu nhẹ chị Phan Ánh Nguyệt luôn. Phan Ánh Nguyệt rồi nha, chị nào lấy tim có một bộ tim à CS luôn, tim CS có một, chị nào lấy tim CS lên tim CS cho Nguyên là được nhá. Vải này chị em mình nè, nhìn nè nó nhúng nhùng nhùng luôn ấy, lụa cao cấp 300 mấy nghìn mà nha. Chị nào lấy tim lên tim cho Nguyên có rồi nha. Nơ này size M size 55 nè, tim cho Nguyễn Thoa xịn lắm chị ơi, phát mấy bộ để em thiệt. Cái này sale hết rồi thôi, không có hàng nữa đâu, lâu lâu cực kỳ lâu mới săn được cái hàng này. Bộ này size M, lên mã nơ size M. Size này dành cho chị em mình 52-55. Bộ nó hết rồi, bộ nó còn có bộ à. Cái này 52-55 đổ về nha, 320.000 320, chốt lên luôn những mã nơ size M. Thấy tìm mấy rồi nha. Nơ size M, cái này để cho chị 4 bộ được. 40.000 cái bộ này đó. Để cho chị 4 bộ đi. Rồi nhé, còn nơ có size S đây, chị có một cái size S đây này cho chị Thanh Hoa này, còn một cái nơ size M, còn cái nơ size M chị nào lấy nơ M chút nơ M luôn dùng là được nhá, xịn đẹp. Nơ M cho chị Nguyễn Thoa đã lắm, đã lắm nha. Chị nào lấy nơ M chị Nguyễn Thoa này hết này. Nơ M này hết này. Ôi trời ơi, xíu nữa nè, có cháo rồi, có gì rồi, xong quá chị. Nơ M hết rồi nhá. Cái bộ này size 50 nè. Sau này em lên ring cho dạ mình và lên thun thái nè. Lên ring, lên thun thái. Ring dài, ring ring ngắn. Ring lỡ. Có hết. Cái này size 52 đổ về luôn. 52 đổ về. Caro này có đúng bộ duy nhất 89.000. Caro một bộ duy nhất. Hàng này sale 190. Nha, sale dạ mình 89.000 lên mã Caro cho Nguyên là được. Size 52 nhá. Riêng bộ Caro này là size 52. Chị nào lấy caro size 52 chốt luôn được ok nhé, 89.000. Size S nha, size M nha. 52 đổ về hết. Xíu nữa mình đổ rồi mình uống. Đập đá đổ rồi uống tối. Nè. Sang chưa? Lên mã LV vừa Nguyên nhé. LV này có hai bộ size 50 luôn. 50 52. LV này có hai bộ size 50 52 nhé. Chị nào lấy LV lên LV, mấy bộ này đẹp lắm. Phát đi chị em mình còn được hai bộ LV này. Lên LV cho Nguyên nhé, được hai bộ size 50 52. Đi luôn chị em mình, giá lên chị em mình. Đây này còn một bộ tim này nữa này chị em. Đây là bao nhiêu? 89.000. 89.000, bộ này cưng. Bộ này con lại con bộ CS. Một bộ CS lên mã tim hồng CS cho Nguyên. LV chiều Nguyễn Thoa. Nguyễn Thoa. Trời ơi. CS nha, xếp ly xếp ly xếp ly như thế này này, size 50 lên mã tim CS, tim hồng CS size 50, xếp ly kiểu như thế này này chị em mình ơi. Mua cái bộ này 89.000 ai nghĩ ra trời. Cao bên mã này là mã tim hồng CS luôn, dùng Nguyên nhìn cái bộ đồ nó mướt rượt rượt này. Trong Nguyên mã tim hồng CS, LV cho chị Liễu Nguyễn, tim hồng cho chị Thanh Hoa. Thanh Hoa hết LV rồi chị ạ. Rồi lên mã tim xanh 320, tim xanh S luôn. LV hết rồi đúng không? Hết rồi. Rồi nhá, trong nguyên mã này là mặt. Ui cái này có bèo trước này nè. Bèo trước này nè. Tim xanh, tim màu xám ấy, đẹp lắm. Tim xanh nha. Comment hàng này dạng hàng thiết kế. Không có to. Bình thường tới size 5 mà cũng nguyên chốt tầm 55 57 giúp mấy. Rồi nhá, chị nào lấy tim xanh, size 50 là ok. Tim xanh nhá. Cái này tầng trước nè. Dạ mình mang nhà không có cần mang áo ngực luôn. Trong mã này mã tim xanh. Xanh cho Thanh Hoa. Tim xanh.
Đây còn một tim xanh size S này nè. Tim xanh size S này nè. Còn một tim xanh size S, chị nào lấy tim xanh size S comment lên luôn dùng nguyên nè. Tim xanh nha, tim xanh hết tim hồng rồi. À quên lộn, tim hồng hết tim xanh rồi. Tim xanh à, tim hồi nãy bà xã thỏ xuống là tim gì đâu. Đúng rồi, tim xanh đúng rồi. Cái này mình có chưa ta? Cái này khách lái không nguyên. Này, cái này khách lái không không lái nguyên lái luôn ấy. Cái này cũng tim tôi chẳng biết màu hồng màu xanh gì đó cũng là ná hết rồi mà nó. Lên trong nguyên mã này mã tim mã số 1 con cá. Lên trong mã số 1 con cá. Nha, comment mã số 1 con cá, chị nào lấy mã số 1 chút mã số 1. Rồi, còn mã này nữa thôi. Rồi lên mã cánh tiên cho nguyên. Cánh tiên nhé con, bộ cánh tiên à. Size 50 luôn. Cánh tiên size 50 con bộ. Rồi chị nào lấy cánh tiên chút cánh tiên luôn dùng là ok nhé. Size M hả chị? Hồi nào có anh chừa nhé. Size M hồi nào có anh chừa nhé. Cái này còn mấy cái em bỏ ra em bán tặng đi. Cái này còn thứ có cái em bán tặng luôn. Cái này bán tặng con này đuổi xước. Nhưng mà con này cánh tiên chị dung đòn. Cánh tiên chị dung đòn. Con này hàng treo ấy, bị dơ xíu nè. Nha, con này lên mã, cái này chị em về giặt đi, dùng nguyên nhá, size 52 đổ về. Lên mã tặng thôi, không bán. Nha, lên mã tặng thôi, không bán. Lên mã tặng cho nguyên là ok. Chốt lên mã tặng cho nguyên là được nhá. Về giặt dùng nguyên. Thôi bụi chút. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Lên mã thủy thủ đen. Cánh tiên chốt rồi đúng không? Tặng cho Nguyễn Thơ cánh tiên thấy rồi. Tặng cho cánh tiên thì dùng đồ rồi. Cưng chưa? Cưng chưa? Cái nào mà mix cái chân váy màu đen nữa thôi. Cái nào mà chị em mình mix con chân váy màu đen, con này chắc đuổi xước nhé. Cái nào mà chị em mình lên với con chân váy màu đen nữa thôi, hết xài luôn. Chân váy xòe á. Chân váy xòe á. Lên luôn dùng nguyên con này. Lên mã đen trong luôn là được. 69.000 đi. Thấy là cái này con cái nó bị bụi xíu. Nè. Con này cưng lắm. Comment mã này là mã đen trong luôn là ok. Size 55 đổ về là chị em chút đẹp. Lên mã sọc sọc đen nhé. Này mix với chân váy đẹp. Lên mã đen luôn dùng nguyên 69.000 đen. Đen 69 nhé. Comment lên đen 69k luôn dùng là được. Đen 69 có 1. Chị nào lấy đen 69 chút lên luôn dùng nguyên. Con đó nó bị lỗi. Không ơi, con hồi nãy á, con trắng hồi nãy nó bị bụi ấy. Rồi trong nguyên đen 69. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Ôi mix với con quần màu đen lưng cao nữa đẹp. Cái này đằng sau của nó bao chung cái này. Lên mã cam 69k luôn dùng nguyên 52 đổ về. Cam 69 size 52 đường cái. Còn đường cái 69.000 size 52 nha. Lên cam 69.000 và size 52 ký đổ về nhé. Chị nào lấy cam 69 comment cam 69 luôn dùng là ok. Đẹp mấy con này đẹp. Rồi tiếp con này nữa lên trẻ mình vàng. Tương tác cho em nhé. Vàng nơ này có con cái. Còn đường cái vàng nơ 69.000 size 52 luôn. Cái này trẻ mình mix với con chăn váy màu trắng lên đẹp này. Vàng nơ này có con cái. Đi trẻ mình con này 55k đi. 55k. Rồi nhé, cho nó qua mẫu. Lên gì trẻ mình à? Lên quần riêng hay lên thùng thái trước đi. Cho bài tập thùng thái lẻ tẻ này trước đi. Lên mấy cái thùng thái lẻ tẻ này trước đi. Có cả bo rít nữa nè. Còn ít này em lên nóp luôn cái đã này. Thun thái toàn bộ là thái xịn hết nhé chị em mình ơi. Phải mức mừng mượt luôn. Cái này size 55 đổ về. Cân chưa? 55 đổ về là chút đẹp. Đây luôn chị em mình 55.000 nha. Cái này lên mã xanh 55kg đổ về 55k. Chị nào lấy xanh 55kg đổ về và 55k. Ê, trời ơi 60 ok. Con này 60 ok. Lên mã sọc cho Nguyên nhé. Đóng cửa đi sao? Cửa chắn đâu. To chỉ có thun thái thôi. Mà đổi cái áo khác, cái này mang cái áo ngực cao quá rồi kia. Mang cái áo này nó ôm quá. Em mà lại tưởng mình có em bé nè. Này chị em mình này, cái này là đồ giả đó. Sọc, từ từ chờ em xíu. 55.000. Xanh cho chị Phan Ánh Nguyệt. Sọc cho chị Tâm Phúc. Xanh cho chị Ánh Nguyệt, sọc cho chị Tâm Phúc. Này. Rồi lên luôn mã hoa cúc theo. 55.000. Con này cưng lắm, phông này phông lửng lửng. Xanh em hết rồi. Con này phông lửng lửng. Đấy bà sĩ mi ra kìa.
Imbira kìa, 55.000 con. Xe 55 đổ về nhé, hái xình luôn, nhận hàng những con này về đi chị em mọi người. Lên mã sọc xanh, 55kg đổ về. Toàn bộ cái này là chữ theo nè. Lên mã hoa cúc đi cho nó khỏi bị nhầm nhé. 55.000 nó, chốt mã hoa cúc 55 luôn dùng là ok. Hoa cúc 55 nhé. Chị nào lấy hoa cúc 55 comment lên hoa cúc 55 luôn dùng là ok. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Comment mã túi này 55 đổ về, túi trắng 55k. Phải sướng lắm, riêng dạ mình mua Xuân Thái và Nguyên yên tâm. Cho nguyên mã túi trắng 55k. Sọc xả cúc này cho chị Xó Hiền Lành. Xó Hiền Lành, lấy mã túi trắng 55.000 luôn. Túi trắng 55, chị nào lấy túi trắng 55. Hoa cúc em hết nhé. Túi trắng 55 có một. Có cúc hết, cái này những thứ còn cái. Rồi lên mã theo hồng cho nguyên là ok. Lên mã theo hồng. Túi trắng cho chị Châu Ly. Túi trắng này Châu Ly rồi. Rồi lên mã theo hồng cho nguyên cái này phôm lửng nhé. Con này phôm lửng như này nè. Comment mã lửng hồng cho nguyên nhé. Đi luôn chị em mình, con này giá đi luôn chị em mình. Lửng hồng có một. Lửng hồng này có một con. Hoa cúc hết rồi, 55.000 nha. Lửng hồng có một, túi em hết rồi. Mình lấy cái áo trắng phía sau 79k chị ạ. Con này 79k, con này cưng ấy. Con này 79k nè. Ok, ok, cái này cho chị Kim Lê. Cho chị Kim Lê 79.000 cho chị Kim Lê. Lửng hồng chút chứ sao. Lửng hồng cho chị Phan Ánh Nguyệt. Gột đơn hả? Đến lúc chốt đơn rồi gột với ai chị báo giùm em nhé. Tại không có chốt đơn hay không có. Lửng hồng hết rồi nha. 55 độ về, xịn lắm. Lên mã theo vàng, thứ có 1 cái à. Theo vàng nha, Thun Thái xịn luôn. Theo vàng có một, đi 55.000. Theo vàng có một. Ủa trong Mỹ Trang chưa chốt đơn à? Ui kỳ ta. Ủa sao bữa nay thấy chốt đơn cũ á, gần như là hết đơn cũ rồi mà ta. Theo gần như hết đơn cũ rồi mà sao nhiều khách vẫn bảo là chưa nhận được hàng cái kia ta. Lửng hồng hết rồi nha, vàng cho hồng thủy. Hay còn thứ còn cái sáu không đó chị. Ít khổ lắm, 55.000 còn. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Bỏ qua mấy con này hơi phí nhá. Nè, lửng hồng hết rồi. Cái này phôn 60 chẹo mình vẫn mang được. Cái này 60 chẹo mình vẫn mang ok. Lên mã này là mã chữ xanh cho nguyên là được nhá. 55.000. Con này 60. Thứ con cái với mấy nên là chẹo mình nhanh tay, em đi hết. 60.000 luôn. Con thỏ này nó bị dơ xíu. Con thỏ này nó bị dơ xíu nè. Bán màu trắng vẫn trắng lắm luôn nè. Cho nguyên con này 29.000 luôn. Cho em về giặt dùng nguyên nhé. Mà bà thỏ nó bà thỏ theo nữa chứ. Đẹp chưa? Bị chấm chấm nhẹ xíu thôi, 55 độ về. Này, cái này chị em mình về chữ xanh giặt là được nha. Lá chữ xanh nha. Lá chữ xanh đấy. Chữ xanh chữ 55k thôi vô chứ không phải là 60k đâu. Con này lên 29k đây nè. Bị chấm chấm xíu này chị em mình nè. Em báo rõ luôn nha. Cái nào phát hiện được là em sale luôn trên live. Còn nhận hàng cho chị em mình cứ kiểm tra hàng đi nhé. Vì lâu lâu nhiều hàng một ngày đi rất là nhiều hàng nên là không thể mở ra từng cái kiểm tra được nên nhận hàng 29 nghìn. Nhận hàng cho dễ mình kiểm tra hàng hết, có nhiều cái không thể nào mà mở ra được. Cái này là dòng Boris này, Boris này 55 đổ về. Không, em không lên Bologna. Con này em lên dễ mà 55 nghìn luôn. Lên mã cam cho Nguyên nhé, 55 nghìn. Còn em mã cam cho Nguyên 29 hết rồi. 29 rồi nha. Rồi lên mã này hết rồi nhé, con cá này. Cái bán màu trắng vẫn mệt người lắm. Đụng cái là nó dơ, đụng cái là nó dơ. Lên mã này là mã cổ cho Nguyên là được. 55.000 cổ. 55.000 cổ. Cho chị Tâm, phốt hết. Cái này 57, 60 vẫn được. Con này phun lửng lửng nè. Mấy con này lên xinh lắm. Để mang thử con này. Cổ cho Bích Nhung. Phong lửng 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 lửng. Cổ phong cái. Bà này cô ta, cái này chị em mình mua cho bé. Cô ta chưa. Con thỏ này thỏ thiệt luôn. 55 đổ về nha. Lên mã viền hồng cho Nguyên là được. 55.000. Viền hồng có một. Viền hồng có một, 55.000 nha. Lên mã viền hồng có một con, 55.000 viền hồng. Chị nào lấy viền hồng lên viền hồng 55.000 nhé. Rồi cho nguyên con này lên mã viền nu 55.000 luôn. Size này trẻ mình 55 độ vậy. Viền hồng và viền nu nhé. Này, con này là Boris nè. Toàn bộ là Thun Thái hết nhé trẻ mình ơi.
toàn bộ là thung thái hết đi luôn, trẻ mình là 55.000 một con, 55.000 lên mã viền luôn, trắng đen sạp hết rồi chợ, hết rồi nhá. Ai viền nu đây này, viền nu đây này, viền nu chân ngô cổ hết rồi, cổ hết rồi nha, lên mã nơ vàng. Viền hồng cho chị Thúy Phạm, viền hồng lại con thỏ ở dưới á, cho Thúy Phạm. Thúy Phạm Úc ơi. Rồi nhá, cho nguyên con này lên mã theo vàng dùng nguyên là được, 55 đổ về. Theo vàng 55, 57 đổ về. Cái này gọi, ừ cái này con này phôm tay dơ, cái này 60 chị em mang ok. Cái này 6 mang ok, 60kg mang ok. Lên luôn dùng mã theo vàng có 1 nha chị em mình ơi. Theo vàng có 1 cái, chị nào lấy theo vàng lên theo vàng. Phôm này 60 ok. Đi 55.000 con hết chị ơi, 55.000 con. Đi 55.000 con hết á. Nhá, chị nào lấy theo vàng luôn dùng là được. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này lên mã phối cho nguyên. Phối trắng cũng là phôm lửng luôn. Sọc nguyên đang mặc hết rồi chị ơi. Hồng này cho chị Phạm Hằng. Để thông tin cho em đi chị Phạm Hằng ơi. Sao ai cũng về hả? Về tối rồi về, về nhà ngủ chứ con. Không. Nè con làm để lát chị chua lên. Giờ ăn này hả? Một xíu một xíu thôi nha chị. Phối trắng chốt rồi chị ơi. Phối trắng chốt rồi nha. Wow. Lĩnh đen này em có một cái thôi, ăn mấy cái thôi nha. Ôi chết trời, lên mã lĩnh đen dùng nguyên là được, có một cái lên mã lĩnh đen cho nguyên nhé, một cái lĩnh đen thôi, chân mã lĩnh đen là ok, đúng một cái duy nhất. Đây lĩnh đen còn ít là em đi hết, cứ lẻ tẻ thứ cái nè. Con này lên luôn dùng nguyên, phối hồng em hết rồi. Gọi qua giùm em chị ơi, nhà em không rep hết được tin nhắn đâu, lúc em không like gọi qua giùm em. Cách nhận hàng chị em mình kiểm tra hàng trước khi nhận đi. Cho chị em mình kiểm tra hàng trước khi nhận hết, chị em mình kiểm tra hàng đi. Nhiều khi là nhà em không rep hết được tin nhắn thì chị em mình lại kêu là hàng đổ này không xử lý, chị em nó hơi gọi qua cho em nhé. Lúc em không like. Nhà còn like lúc like đừng gọi, size này 50 đổ về, lên mà Mickey con này Boris nè. Mickey con này Boris nhá, lên mà Mickey chung là được. Mickey nó trắng em hết rồi, đang chung mã Mickey là ok. Comment mã Mickey hả, 55k hết. Mickey trong nguyên là được nhá, 55k. Cái này cưng à, nguyên sát này trẻ mình mua về cho bán được. Cái này nguyên sát, một cái áo lưới và một cái ba lỗ ở trong, cái này cưng lắm, ba lỗ ở trong. Mickey cho sói hiền lành, áo len đầu lai còn, còn nhưng mà mấy mã khác đó nè. Đang chung nguyên lưới này, con cái lưới này sát hai chi tiết, đang chung nguyên lưới là được. Lên lưới cho nguyên là ok nhá, chốt mã lưới luôn dù là được, 55.000. Thấy đang nghe cái muỗng giống như thiếu cũng còn xíu anh lên ta. Cái trắng á, cái trắng cho Trường Yến cũng 55 à, áo đang mang hết rồi, 55.000. Cái trắng cho Trường Yến nha, còn cái nào đi 55.000 hết á. Cái này 55 đổ về luôn nha, lên mã chữ vàng cho nguyên 55 đổ về, chốt mã chữ vàng. Có một cái áo sắc nách, còn hai cái áo sắc nách này, màu trắng. Đây luôn chị mình 29.000 luôn. 29.000 nhá. Này hàng chạy 101, người ta chạy 101. Thấy chị anh Phạm chưa? Thấy anh Phạm nha. Thấy anh Phạm. Con này lên mã này là mã nách trắng 29.000, size 60 vẫn ok. Nách trắng 29 size 60 vẫn ok, được hai cái. Được hai cái, còn hai cái nách 29.000 nhá. Được hai cái nách 29.000. Chị nào lấy nách 29, con này 60 vô tư, tụi con này cưng lắm. Comment mã cô gái 29 và nách trắng 29 luôn. Đẹp lắm, con này đẹp lắm nè. Nách 29 cho anh Phạm. Đây mã cô gái, size này chị em lấy 60 vô tư. Tụi con này cưng. Nha, 29.000 lên cô gái cho Nguyên. Lên mã cô gái cho Nguyên nhé. Lên cô gái cho Nguyên là được. Cô gái cho Nguyên nhé, 29.000. Cô gái đi chị em mà nói cho nó khỏi bị nhầm.
Rồi lên mã lửng. Sọc lửng cho Nguyên. Lê Phượng. Lê Phượng nào đây để lộn này. Ghi cái số điện thoại chị Lê Phượng không lộn. 205. Lửng nhá, cái này dạ mình 55 độ về đó. Dạ mình mang phông lửng con này. Cái này dạ mình mang phông lửng, cái này là toàn theo hết. Đây luôn dạ mình con này 55 nghìn. Lên mã sọc lửng cho Nguyên là được nhá. Sọc lửng cô gái em hết rồi. Lên mã sọc lửng nhé, chị nào lấy sọc lửng chút sọc lửng luôn dùng nhé. Sắp hết em hết rồi. Lên cho Nguyên sọc lửng luôn dùng là ok. Cái này là có cái áo của báo. Nói chung là còn bao nhiêu em dùng. Nhà em dùng hết lại nè. Lửng 55. Còn bao nhiêu nhà em dùng hết lại nè. Cái này chị em mình mua về cho bé đó. Lên mã tặng bé 39.000. Sọc lửng cho Thanh Nguyên Nguyễn. Tặng bé 39.000, cái này mua cho bé tầm 45kg. 40-45kg. Nhà ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Lên mã này là mã bé cho Nguyên 39.000. Vải sướng lắm. Chị mình yên tâm về chắc luôn. 39.000 nha. Lên mã này là mã 39k luôn dùng là được nhé. Còn cá nha. Lên mã bé 39 còn cá. Chị nào lấy bé 39. Chứ còn ít nhà em cứ gom trong hết nè. Bé 39 cho Nguyễn lại. Cái chiếc kéo rồi cảm thấy để cho nơi đó hả. Bé 39 cho Nguyễn lại nha. Cái áo, cái kéo mà sao mới rồi để cho nên xong mà sạch cắt ở đâu đi rồi. Rồi lên mã theo trắng cho Nguyên là được. Comment theo trắng cho Nguyên là ok. Không, cái này em bán áo riêng, quần riêng á. Áo 55.000. Không biết cái nào nãy chốt cho ai sao. Chốt cho Bích Nhung. Cho mượn xíu nha. Mượn mang xíu nha. Lấy cái răng hào rồi kìa. Trời ơi, mướt mượt mượt luôn. Lên mã theo và theo trắng còn cá. Size này 55 độ về. Theo trắng còn cá, con này mướt mượt mượt luôn nè. Theo trắng con cá 55.000 theo trắng. Chị nào lấy theo trắng lên theo trắng. Rồi lên mã sọc nâu. Sọc nâu dùng nguyên là ok nhé. Chốt mã sọc nâu vải sướng nhé, phông lửng này. Phông này cũng được chứ không lửng lắm, 52 độ về. Phải đã lắm, chị em mình nhận hàng con này. Giờ chị có thích màu nào chốt cho chị em mình yên tâm chắc. Yên tâm chắc, yên tâm giá. Giờ chị thích con nào là chốt theo con đó. Theo trắng cho Chao Lê. Nha, ưa con nào là chốt con đó. Rồi em lên riêng đùi luôn, chờ em xíu xíu. Rồi lên mã theo hồng. Theo hồng, con này phôm vừa, phôm này 55. Rồi ưa riêng đùi em lên luôn đó chị em mình. Đọc nào cho sói hiền lành. Có cả riêng dài nữa mà. Con này phôm 60 luôn. Nha, lên mã theo hồng phôm 60. 55.000. Phôm 60, 55.000. Quần vắng boy hả? Không nhớ. Chọc nào hết rồi nha. Vắng boy em còn size nhỏ nhỏ, chị Thanh Anna em còn size to. Rồi lên mã theo đen luôn dùng đi. Cho hồng cho chị Bích Nguyễn. Bích theo đen này phôm dơi, phôm 60 vô tư. Lên mã theo đen 55.000. Theo đen 55 luôn dùng là được nhé. Lên mã theo đen dùng là được. Theo hồng em hết rồi. Lên mã theo đen 55. 55 nhá, chốt mã theo đen luôn nhuận là được. Rồi cho Nguyên mã gấu vàng. Theo hồng hết rồi chị ơi, chị Lê Nhung Lê ơi hết theo hồng rồi. Lên mã theo gấu vàng cho Nguyên là được. Con này cưng chị em mình mua về cho bé cũng đẹp nè. Mà gấu nó bà gấu thiệt luôn. Đây, chốt lên nè. Theo đen cho chị Bích Nguyễn luôn nè. Bích Nguyễn. Rồi lên mã này, cái này chị em mình mua về cho bé, nó tầm 45-50kg. Riêng dài có cái nào, phôm ôm à. Có phôm ôm. Có phôm ôm, chờ em xíu. Chờ em xíu xíu. Lên mã này mã gấu. Chốt gấu cho Nguyên là được, 55.000. Cái gì cũng có hết, em tranh thủ em lên nhanh cho dễ mình luôn. Rồi lên mã hoa cúc. Hoa cúc có 1. Nha, chốt mã hoa cúc có 1, phôm lửng. Phôm này 55 độ về. Phôm lửng nhá. Cho Nguyễn Ngào. Phôm lửng nhá, lên mã cúc cho Nguyên 55.000. Phôm lửng nhá, chị em mình cứ nghe cái số ký Nguyên đọc lại chốt nha. Vì tùy phôm. Có cái to, cái nhỏ em bỏ chung hết. Còn ít là nhà em bỏ chung hết. Lên sale. Gấu vàng em hết rồi. Gấu vàng hết rồi nha. Lên mã hoa cúc size 55 là phôm lửng. Con này là theo vàng, phôm to, phôm 60. Phôm 60. Cái này toàn bộ chữ theo, tay của nó là tay dơi dơi như thế này nè. Tay dơi dơi như thế này nè. Đấy, chị nào lấy cái này? Dạ không chị ơi. Lên mã này là mã theo vàng, trong Nguyên có 1. Lên trong Nguyên mã theo vàng có 1. Trong mã theo vàng là ok. 55.000 con theo vàng nhá. Đấy, chị nào lấy theo vàng, chút theo vàng lên hết cái tiên vàng này rồi Nguyên lên chị em x ring, chị em mình xem nhé. Hoa cúc chị thính phạm. Đây đây, hoa cúc đây. Hoa cúc chị Thúy Phạm. Lên hết trên bàn này xong. Nguyên đi, chị em mình ít quần riêng đùi cho chị em mình xem nhé. Nè,
con này cưng nè, con này cưng nè. Lên mã này là mã chữ đen cho Nguyên. Form này trẻ mình 57 độ về là chốt đẹp nhé. Chữ đen size 57 độ về nhé. Đi luôn trẻ mình là giá lên trẻ mình là 55.000 chữ đen. Thì nào lấy chữ đen, comment mã chữ đen lên nhũ là được nhé. Chữ đen. Con bò này trẻ mình mua về. Về tặng bé, mua cho bé nhé. Cái này trẻ mình đi vô shop người ta bán 90.000, 95.000. 95.000. Chữ đen cho chị Lê Phượng 205. Lê Phượng 205 55.000 nhé. Cái này lên mã bò cho bé đi chị em 39.000 luôn. Bò này cho bé nhé. 39.000, cái nào còn ít ít em nhận bỏ chung đóng chung hết. Xài 60 bằng ok. Lên mã bò vàng 39.000. Bò vàng 39, có bò vàng bò xanh 39.000. Bò vàng và bò xanh 39. Chữ đen nguyên hết. Bò vàng và bò xanh 39.000. Phòng to nhé chị em mình nhé, to. Nè. Cưng không? Mà vải nó sướng lắm luôn ý. Nha, lên mã bò vàng và bò xanh này chị em mua về cho bé 39.000 hết. Nha, chị nào lấy bò vàng và bò xanh 39.000 là ok. Bò vàng nhé, bò vàng và bò xanh. Bò vàng và bò xanh. Còn bò màu xanh nhé, đi 39.000. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Comment mã nơi, ôi giời tay. Ôi trời ơi, ai nhanh là có. Này, 55 độ về con này cưng lắm này. Mấy cái quần lưng cao cao lên hoặc mấy cái chân váy xòe ra cũng đẹp con này. Dài tay. Bò vàng hết rồi nha. Còn bò xanh thôi nha. Còn bò xanh thôi. Bò xanh cho mua thì hạn. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này dài tay. Dài tay có một. Dài tay có một 55.000 dài tay. 55 độ về là chị em chốt ok. 55 độ về là chốt đẹp. Nơ vàng cho chị Bích Nguyễn. Nơ vàng cho Bích Nguyễn. Rồi lên mã phối vàng size 55 luôn. Phối vàng size 55 55.000. Phối vàng. Bò còn sao? Bò hết rồi chị ơi. Hết bò rồi. Con này lên mã phối vàng size 55 nhé. Đi luôn trẻ mình, con này giá lên trẻ mình là 55.000. 55.000. Vàng em hết rồi. 55.000. Cái này là thun sớ gỗ nè. Dài tay hết rồi nha. Cái này là thun sớ gỗ nè. Dài tay hết rồi. Cái này là thun sớ gỗ nhá. Lên trong nguyên mã ca. Lửng size này 57. 55, 57 ok. Lên trong mã lửng ca. Phối vàng cho Bích Nguyễn. Cái này lên mã lửng ca. Chuyển qua quần đùi riêng trẻ mình nè. Hà lên tiếp bóc thun. Nha, lên đùi riêng hề. Nên ít đồ riêng cho trẻ mình xem vui. Cho trẻ mình biết. Trong nguyên con nàng phát nè. Comment lên luôn dùng mã này là mã. Thun này là thun sớ gỗ chứ trẻ mình nè. Cái này nè. Xịn lắm. Trong nguyên mã này mã lửng cam size 55-57. Lửng cam size 55-57. Chị nào lấy lửng cam. Cái này đang rất là đẹp nhưng mà bị chấm nhẹ xíu rồi nè. Lửng cam chị Anh Phạm. Cam chị Anh Phạm. Đây nè, chị em mình thấy không? Bị chấm nhẹ xíu thôi. Cho nên chị em mình phải giặt được. Con này đang rất là đẹp nhá. Size 55 độ về. 55 độ về con này. Con này đi 39.000 này. Đẹp chưa? Lên trong nguyên mã này mã 39 bị chấm nhẹ đằng sau lưng xíu. Lên luôn dùng con này là 39.000 trắng 55 độ về. 39.000 trắng 55 độ về thì chị em chốt ok. 39 trắng 55 độ về nhé. Chốt mã 39 trắng trong nguyên mã này. Rồi lên mã lửng đen size 55 độ về. Mấy con lửng này chị em mấy quần lưng cao lên. Mấy quần lưng cao lên đẹp lắm. Comment lên mã lửng đen. Mấy quần lưng cao lên nhé. Comment mã lửng đen. Lửng đen có 1 cái. Cầm em mã lửng đen cho Nguyên là được. Rồi cho Nguyên mã kéo đen. Lửng đen. Cái này 50-52 độ về. Cái này nó hơi bị bụi xíu do trong cái giấy á chị mình. Giấy lót của hắn á. Trong cái giấy lót của hắn. Rồi lên mã kéo cho Nguyên. Kéo nhá, chị nào lấy kéo. Mà kéo ra cũng bị hở chứ có lót rồi nha. Có lót rồi. Con này em đi chị em 39.000 kéo luôn. 39.000 kéo luôn. Comment mã 39.000 kéo. Em lên chị mình ít áo không? Chị Bảo Nhất không thấy, chị Bảo Nhất comment cái gì luôn á chị Bảo Nhất ơi. Giờ mới thấy đây. Không thấy thì comment cái gì luôn. Chán không? Có thấy cái gì đâu mà chố. Rồi lên riêng ít riêng đùi đi chị em mà nói. Rồi chị nào đi size nào chốt size đó. Chốt cho Lê Phượng nha. Từ 26 đến 29. Kéo 39 cho Hiền Vít. Từ 26 đến 29 nhé. Sẽ dồn. Đi đơn. Sẽ dồn lại cái kéo rồi sao bỏ đâu sao. Mới vừa chốt ơn. Mới vừa mở ra sao. À, mới vừa cắt xong. Mình nói là 10 người nhận. Thế bị ẩn comment chị ơi. Không thấy chị luôn. Thế là bị ẩn comment rồi. Không có thấy chị luôn á. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Từ 26 đến 29. Đẹp chưa? Chị nào hai nào ăn size nào chốt size đó cho Nguyên nghe.
đó, ai hai đi xây nào, cái chi đó chị xả áo chi đó nó thun rồi, bỏ lên đây xíu rồi xả lên rồi. Kéo nguyên hết rồi, đẹp chưa? Từ 26 đến 29. Chị nào đi size nào comment size đó luôn dùng nguyên nhé. Comment mã này là mã con này em đi trả mình 89.000. Đẹp lắm. Chốt mã nào. Comment mã số 1 cho Nguyên đi. Từ 26 đến 29. Nha, chị nào đi size nào lên size đó cho Nguyên nhé. Chị hai nào size này chị mang size nào chị chốt size đó thôi chị ơi. Tùy tùy, ví dụ như 55kg mà có chị là mông to, có chị bụng to, đó có chị bụng nhỏ, nên là tùy chị mình trẻ mình mang size nào lên size đó thôi nha. Đây luôn dùng nguyên con này, mã số 1 kèm size từ 26 đến 29, lên size cho Nguyên đi chị ơi. Chị Trần Lệ ơi, lên size cho Nguyên, có lẫn còn được ít lẫn thôi. Đi trẻ mình con này 89.000 nha, lên mã số 1 kèm size 89 càng con. Mã 1 size 26 cho chị Anh Phạm. Size 26 chị Anh Phạm. Bút đau xã ơi. Đây chốt cái này cho sao sao 26 chị Anh Phạm, 29 chị Tam Phúc, 89 nha, 89 gì giờ không đủ ri rồi chị ơi. Chị em mình đi size nào lên size đó cho Nguyên với, cho chị Lê Phượng, Lê Phượng 20 đi 205 89 gì rồi, còn cái size 7, còn cái size 7 tuyên giá dài hiện tại đang không vậy. Thả cái cây lai xuống xíu cho nó thấp xuống xíu. Cái này Nguyên đang còn cái size 7. Chị nào lấy size 7 chốt lên luôn dùng Nguyên ok. Mình đi mình hai mang size nào comment lên size đó dùng Nguyên với. Size 9 Nguyên hết rồi. Hai mang size nào comment lên size đó dùng Nguyên nha. Không có 65 kg chị ạ. Không có 65 kg bùng chưa. Không có 65 kg. Con này đẹp lắm. Khách nhà Nguyên chốt thêm nhiều, hỏi thêm nhiều lắm. Trẻ mình con này giá lên trẻ mình là 89.000 con nha. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên mã số 2. Số 2 cũng một ri từ 26 đến 29. Size 7 chị Thanh Thu Đặng. Thanh Thu Đặng. Rồi con này mã số 2 từ 26 đến 29. Mã số 2 từ 26 đến 29. Nha, lên mã 2 cho Nguyên là được. Từ 26 đến 29 được một ri. Mã số 2 nhé. Sọt riêng nam giờ em không có chị Anh Hồng Trần. Giờ đang không còn cái nào không nữa, còn mấy cái sale nó bao nhiêu tiền, có 50 mấy nghìn. Sợ thiệt. Nha, lên mã số 2 kèm size được một ri thôi. Lên mã 2 kèm size. Bỏ cái này xuống sao. Lên mã 2 kèm size cho Nguyên là ok. Đi luôn chị em mình là. Sao ngồi qua bên này đi. Ngồi qua bên này đi. Số chị, 2 size 27 cho Tâm. Chị ơi. Hai mang size gì chốt size đó thôi chị. Ví dụ như 60kg mà hai mang size 29 được, chốt size 29 nhá. Ai mặc hết rồi. Hãy ngồi bên đây để bắt cái quần trên đùi nữa. Từ 26 đến 29 vải đẹp lắm luôn. Cái này của nó là riêng, của nó là riêng da cá. Bao giảng hàng này hàng riêng xịn ấy. Size 9 cho chị Hiền Nguyễn. Hiền Nguyễn này ta, Hiền Nguyễn đuôi 259. Đuôi 259. Bộ xanh size 39 là cái nào trời. Rồi lên mã 3, từ size 26 đến size 29. Cái này bao chị em mình quay máy giặt vô tư thoải mái luôn. Cái này là dòng bò xịn nhá. Nè, lên trong nguyên mã 3 cho Nguyên là được. Lên mã số 3 cho Nguyên nhé. Bản bo to như thế này. Lên chung mã số 3 dùng luôn là được. Lên trẻ mình con này giá 89.000. Lên mã số 3 kèm size từ 26 đến 29. Xong cái mã nào cột lại mã đó nhé. Cho nó bị nó gọn. Chị Phạm Hằng chị lấy cái gì? Chốt cái gì lên size nào chốt size, quên mang size nào chốt size đó cho Nguyên là được. Lên luôn dùng mã này là mã 3 kèm size. Cái này đánh mã số 3 xíu nữa. Các chốt mã số 3 có bị lộn sao đây. Lên mã số 3 cột lại kèm size nha. Kèm size, lên mã 3 kèm size. Lên size cho Nguyên ấy chị Nguyễn Lý ơi. Lên size cho Nguyên đi. Lên size đi em. Size 27 cho chị Nguyễn Lý. Nguyễn Lý. Còn lại tí tí tí. Còn tí tí. Rồi lên mã này mã số 4. 89.000 con. Lên cho Nguyên mã 4. Số mã 4 này như mã nào nãy có một cái, có một mình. Lên mã 4 kèm size cho Nguyên á, có cả ring dài luôn, xíu đi ring dài. Chị em mình yên tâm chắc ring nhà Nguyên rồi. Chạy nhiều lắm. Chốt lên luôn nhiều Nguyên con này nhá. Nguyên đây luôn trẻ mình con này 89.000 lên mã số 4. Lưng siêu cao nhá.
con này còn vỏ lưng siêu cao, 89.000 con. Lên mã 4 cho Nguyên là được nha. Chị nào chờ riêng đùi chút riêng đùi đi chứ. Lên mã 4 cho Nguyên, còn không là đổi mã trong Lady Lê Vệ này, nát hàng ra hết. Hàng nguyên ri mà lên chị em mình bóc con là đâm ra nát hàng hết. Trong lên mã 4 kèm size cho Nguyên là được nhá. 4 kèm size đi chị em mình ơi. 89.000 con thôi. Lên mã số 4 kèm size cho Nguyên, 89.000 chút lên nha. Chị nào lấy mã 4 comment mã 4 cho Nguyên là được. 444 hai mang size gì chốt size đó giùm em đi chị ơi. Coi dùng Nguyên là đang mang size gì đấy. Thì là chốt size đó, lên mã 5 cho Nguyên là được. 89.000 con hết, toàn riêng xịn nha chị em mình ơi. Này, cái mã này. Mã nào hồi nãy chị ấy chị khuyết size 7 này. Chị TT khuyết size phải không ta? Khuyết size 7. Khuyết size 7. Rồi nhá, cái mã này nãy là mã 3. Mã này còn dưới sao đây? Mã này còn dưới này. Mã này còn dưới này. Mã này còn dưới. Rồi cái này còn 2 cát. Còn 2 cát. Qua chị em mình này, cái này mà chị nào không chờ thôi em lên áo thun tiếp nhá. Lên áo thun, lên quần dài tiếp. Lên áo kiểu. Con này lên mã 2 nút, có 2 con thôi. Còn một con size 28. Con size 29. Lên trong nguyên mã 2 nút, một cái 28, một cái 29 đi chị em mình, con này giá lên chị em mình là 89.000, một cái 28, một cái 29 nhé, 89.000 chốt lên luôn dùng là ok. 128, 129, 89k nhé. Ai lấy cái này lên cho em. 128 và 129 nha. Thôi em nói hàng nguyên ri á. 29.000 TT. Hàng nguyên ri á mà 28 chị nào hay đi 28 mà chị em mình lên có chút còn con á. Cái xong phải lại đi lại viện mất công lắm. Làm lại xài nó hàng hết. Nó khi máy thì xỉ nha Nguyên. Còn cái thôi. Tiên lẫn từ từ 28 cho chị Hiền Nguyễn. Hiền Nguyễn đuôi 259. Hiền Nguyễn 259. Tao bỏ luôn mấy cái áo phông chỗ này cho lên luôn. Mấy cái áo phông lẻ này cho lên luôn. Thái. Tao bỏ lên cho sẵn. Lên mã này là mã số 5 kèm size. Chốt mã 5 kèm size không có 30 chị ơi, từ 29. À từ 26 đến size 9. Lên mã 30 kèm size cho Nguyên là được. Khoảng là 2 nút này. Khoảng là 2 nút này. Cái này là size 29 gì Lưu Bảo Loan. Thì Lưu Bảo Loan. Chân váy em có. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên, còn size 26 đến size 28. Còn 26 đến 28 lên mã 2 nút cho Nguyên. Từ 26 đến 28 chút lên luôn dùng là được. Từ 26 đến 28. Có size to. Con này body kiểu, cái này có 1 cái à. Lẫn nhá, con này em đi chị em 39.000. Body kiểu nhá, lẫn nhá, 39.000. Thun thái chắc đẹp nhá. Lên luôn dùng nguyên con này với này. Con này lên lẫn 39.000. Con này chắc body nhá, size để mang đẹp nhất là 52 đổ về chị em cho ok. Lẫn 39 cho Nguyên là được. Chị nào lấy theo lên theo luôn cũng được. Theo này có một 55.000 size 60. 55.000 size 60. Lên cho Nguyên theo, còn thứ còn lại là cái à. Lên cho Nguyên theo có một, chị nào lấy theo lên theo cho Nguyên là ok. Cái này form 60 nhé. Lên mã này mã dơ cam. Theo 79 luôn à. Theo 55. Dơ cam size 60. Nha, chị nào lấy dơ cam lên dơ cam. Size 60 chốt lên luôn dùng là được. Kéo cái size lại gần xả xíu. Cái gala lại gần xíu. Rồi nhá, chị nào lấy dơi cam comment dơi cam có một nha. Ai lấy dơi cam lên dơi cam. Cái này còn một cái bo rip on dài tay 49k luôn, 50 đổ về. Cái này là ôm nhá, bo rip lên luôn dùng nguyên con này 39.000 này. Lên mãi dài tay bo rip, chị nào lấy dài tay bo rip comment lên luôn dùng là ok. Dài tay bo rip nhé. Cái này còn con size 55 đổ về 55.000 nhé. Chị nào lấy mã chữ vàng 55 luôn dùng là được. Chữ vàng 55. Chốt mã chữ vàng 55 luôn dùng là ok. Rồi lên mã bướm. Cái này còn lẻ nên hơi nhào xíu nha. Bướm size 55 đổ về. Bướm vàng size 55 đổ về. Bướm vàng size 55 đổ về. Và đi trẻ mình nốt luôn trẻ mình là 55.000. Trắng em hết rồi. Trắng hết rồi chị ơi. Hết trắng nhé.
Dạ tay hết rồi nha. Con này là form lửng bao rít luôn. Lửng vàng. Lửng vàng đây. Dạ tâm lê. Ui trời ơi. Bao rít luôn nha. Comment lên luôn dùng nguyên mã này đi. Chốt mã này là mã cúc bao rít 55.000. Cúc bao rít 55.000, size trẻ mình 50 52 đổ về chị em chút đẹp. Lên mã cúc trong nguyên là được nhá. Cúc chắc bao rít 50 52 đổ về là ok. Quần sọc là cái nào chị thấy chàng ơi? Là cái gì đấy? Rồi cái này có một này, bo form 52. Cái má này đang đứng đơ đi sao? Hay do mà. 55.000 cái này lên mã bo cam 55.000 con cái. Bo cam có một cái, chị nào lấy bo cam chút bo cam luôn nữa được nhá. Đây. Còn con cổ. Còn con cổ như Nguyên đang mang mà màu lại đẹp hơn màu Nguyên đang mang nữa nè. Lên mã cổ cho Nguyên nhé. Màu lại còn đẹp hơn màu Nguyên đang mang nữa kia. Lên cho Nguyên mã này là mã cổ cho Nguyên. Đây y con Nguyên đang mang. Màu đẹp luôn, chốt mã cổ cho Nguyên là được nhé. Con cá 55.000 cổ con cá. Lên mã cổ 55 cho Nguyên là ok. Đường cái cổ 55 nhé. Chị nào lấy cổ 55 chốt cổ 55 luôn dùng là ok. Cổ 55 nhé. Rồi lên luôn mã phối vàng. Phối vàng. Cổ cho chị Tom Suri. Cổ là y Nguyên đang mang á. Chị Tom Suri 55. Rồi lên mã phối cho Nguyên. Phối cam, size 55 đổ về luôn. Comment mã phối cam 55 đổ về. Áo ngực em còn. Còn. Còn áo ngực ấy. Rồi nhá, chốt lên mã phối cam 55 đổ về. 55k phối cam luôn. Chị nào lấy phối cam comment mã phối cam luôn nữa được nhé. Rồi lên mã dương. Màu lắc quá à. Cam gì Phạm Hằng? Cam cho Phạm Hằng. Rồi lên mã dơi hồng dùng Nguyên nhé con cả. Con bột cao. Bỏ rác này. Gì bột cao như là dơi hồng này con cái toàn bộ là theo nhá. Form này 60-62 vô tư. Lên cho Nguyên mã dơi hồng luôn dùng là được. Nha chốt lên dơi hồng luôn dùng ok. Dơi hồng và dơi vàng toàn bộ chữ của nó là chữ theo hết. Form này chị em lấy 60 vô tư nhá. Dơi vàng và dơi hồng toàn bộ này cũng thái hết. Dơi vàng và dơi hồng. Bạn bị gì á? Mình coi bình thường mà. Quần sọc đâu? Chữ tay chưa? Đâu có like quần sọc hề. Chị Phạm Hằng có đấy chị ơi. Rồi lên luôn ngoại dơi luôn dùng đi nha. Gì? Lấy cái cài mới lấy được. Chào mấy cô đi qua đằng này. Đằng này không có chào mấy cô được. Thế đằng sau chào, chào đi. Chào gì chào đi. Con chào đi. Chào đã. Chào cô. Chào cô nói đường hoàng. Nhín chào mấy cô. Nhín chào mấy cô. Nhín chào mấy cô. Nói đường hoàng mấy cô là sao? Nhín chào mấy cô. Thôi đừng đừng đừng. Cái này nguy hiểm. Cái này nguy hiểm. Có nhảy múa gì không? Có nhảy điều gì không? Đó. Hả? Điều gì đó? Điều gì đó? Điều nó điều gì đó? Thế? Tôi ở đây thấy không TV vậy. Không TV rồi đấy. Này. À. Cười quá. Cười quá. Rồi lên mã dơi vàng. Dơi vàng nhá. Chị nào lấy dơi vàng lên dơi vàng toàn theo và form này 60 ok. Được rồi đấy. Được rồi đấy. Tôi nhảy mà thêm nữa đây. Nhảy cho nó té để mày bán hàng. Nhanh bán hàng. Nhảy cái cục nó ra nhảy đi. Con để mày không mặn mặn đứng nè, mặn đứng. Bên nhà Nguyên vẫn coi bình thường. Nhà Nguyên thì vẫn coi bình thường, không sao hết. Đấy. Tằng 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 tằng. Nhảy đi, nhảy đi. Ai cũng bảo không sao được sao. Thôi lại tắt lại lại. Bùng ý ghê hết trời. Ủa nhím nhảy đẹp mà. Nhím nhảy đẹp mà mạng đứng rồi con thấy không? Con nhảy sáo quá rồi mạng đứng luôn không coi được luôn rồi kìa. Nhảy đẹp mà. Ý. Đẹp sao mà mạng đứng rồi. Ủa mấy cô tiết tim cho con này á. À, mấy cô tiết tim cho con luôn hả? Mà ba trái tim cho con chứ ai trái tim cho con đâu. Con này đi 39.000 cô chứ với bà chị. Ý. Cô trích tim cho con á. Cô đâu có trái tim cho con đâu. Có. Rồi nhá cho Nguyên con này 39.000 luôn. 39.000 luôn, xe 55 đổ về nhé. Lên cho Nguyên mã tim 39. Nhắn tiền cho con học bà. Tim 39, chị nào lấy tim 39 chút em quên lộn. Ủa, tim là này. Chị nào lấy đây, tóc đây. Chị nào lấy
kéo 39 chú, kéo 39 cho Nguyên là được. Là được rồi đấy, như thế là được rồi đấy. Đấy. 39 cho chị Nguyễn Vương. Nguy hiểm. Con không cắt trên tay đâu. Không nhưng mà nguy hiểm. Rồi lên gấu cho Nguyên là được. Con không cắt trên tay con. Lên gấu cho Nguyên là được. Nha, gấu Nguyên đây luôn chị ạ, mình con này. Ôi Nguyên biết rồi, thôi được rồi đấy, để cho mẹ bán hàng. Được rồi đấy, đi 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 vô đánh răng đi. 10:30 rồi. Bé lại mấy cô đi, nhanh lên để mẹ bán hàng. Nè, nhanh tới, bé lại mấy cô. Mấy cô lấy tiền cho con kìa. Mấy tiền mấy cô bán tiền cho con, đó đúng rồi đấy. Chắc là thế. Chắc là bán tiền cho con. Đi đi nhanh lên. Đi 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 đánh răng là mấy. Gáo hồng cho Trương Hiến. Con đi 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 đi, đi nhặt đi đánh răng là mấy cô bán tim đấy. Con ngoan là mấy cô bán tim. Quá xấu, sao mà yếu vậy? Đâu? Đấy. Xin cho con cháu. Rồi lên mã gái cho Nguyên là được. Comment mã gái lẫn size 55 đổ về. Cái này nắm tim nè. Nha. Cái này nắm tim. Hay là ao ra vô lãi. Chốt lên luôn những mã này mã lửng dùng em á. 49k luôn. Ơ lộn 55k lửng. 55k lửng con này cưng. Ủa ba mẹ vui chơi với con nha. Đấu này cũng ngủ nữa chứ. Vua chạp vua ngủ. Chơi xong rồi mà. Chắc là tắt like lại đi sao. Tắt like lại chứ không cái này không. Ao ra vô lại thử chị em mình này. Bấm lên có nhảy không? Xíu nữa. Được chơi thả con lại được chơi để lên tiếp còn không là tắt lại lại. Thấy xem bình thường lại được kìa. Rồi cho Nguyên con này. Chịu khó xíu giờ coi lại được bình thường rồi đúng không? Bên đó sao xả? Được rồi đúng không? Rồi lấy mã lửng vàng cho Nguyên con này đẹp lắm nè. Lửng vàng nhé. Còn mấy mã lửng vàng dùng Nguyên đi luôn chị mình con này giá đi luôn chị mình là 55.000 lửng vàng. Chị nào lấy lửng vàng chốt lửng vàng. Này này. Đi vô đánh răng đừng nói nhiều. Nha chốt mã lửng vàng. Ba mẹ chơi với con. Ra nhá, ra vô lại thì. Ba mẹ ơi chín rồi ba mẹ chơi với con. Rồi trẻ mình ao ra đi vô lại nhá. Mẹ ơi chín rồi. Vàng cho chị Thúy phải. Mai chứ giờ bán hàng làm sao chơi? Ngủ sớm đi. Còn em mã này mã cúc cho Nguyên là được. Chị nào lấy cúc lên cúc. Nhá, 55.000 luôn, sorry 55.000 thôi. 55.000 nha, cúc này cúc theo nè, sọc cúc theo. 55.000 lên mã cúc theo luôn dùng là ok. Cúc theo nhé. Comment mã cúc theo luôn dùng là được. 55.000 thôi mau ra đi, ao ra vô lại nhé. Rồi ao ra vô lại đi chị em mình ơi. Reset lại cái mạng thôi sao. Reset lại mạng thôi.